Rồi. Tuần trước mình còn câu số 1B và câu số 2. Các bạn làm bài chưa nào? Câu 1B và câu số 2 nè. Rồi. Cho một bạn nam đi ha. Gia Bảo không? Không, cô em nữ cô. À, rồi ok, không sao. Rồi. Rồi trả lời đi em. Dạ câu nào ạ? Nói lớn lên. Dạ câu nào ạ? Ờ, đâu rồi, để câu hỏi là một một B. Câu 1B là Số cái sánh tính màu axit nè, 1, 2, 3 là sao tính axit là cái một rồi em xếp từ giảm dần nha cô, tính axit giảm dần là cái nè. Em một muốn làm giảm dần hay tăng dần cũng được, làm đi. cái số 1 xong rồi tới xếp cái số 3 rồi tới cái số 2 ạ. 1, 3, 2. Dạ Rồi. Bạn nói là 1, 3, 2 đúng chưa nào? Giảm dần là 1, 3, 2 đúng chưa? Cẩm nè. tôi coi là đúng. 1, 3 rồi đến 2. Đúng Dạ. không? Thì đúng không? Rồi bạn sẽ hiệu ứng cho cô nè, bạn đầu tiên là sẽ hiệu ứng cho cô nè. Bạn đầu tiên tên là gì nhỉ? Quên tiêu rồi. Gia Bảo à. Ờ, Gia Bảo rồi. Thế hiệu ứng nào? Là cái đầu tiên là trừ y ạ. Rồi Đúng trừ y. rồi. Dạ. Thứ hai. Thứ hai cũng là trừ y luôn ạ. Rồi trừ y. Thứ ba. Anh em, thứ ba là gì? À, thứ ba Rồi trừ y luôn ạ. trừ y nào mạnh nhất? Dạ trừ y CL mạnh Rồi nhất. trừ y số 1 mạnh nhất, đến trừ y nào? Trừ y CL ạ. Ừ, trong cùng một phân nhóm chính thì nó sẽ giảm từ trên xuống dưới đúng không? Chlor, fluor, Đúng. probiot ha. Rồi ok, và cuối cùng là này ha. Ở đây mình đang so sánh về tính axit đúng không? Thì đúng ạ. Tính axit thì nó như thế nào với hiệu ứng của mình nào? Tính là xin nó sẽ tăng à. À, nó như thế nào? Như thế nào với hiệu ứng? Tỷ Tính lệ như thế axit nào với nó hiệu sẽ ứng? tỷ lệ thuận với lại hiệu ứng trừ y à. Hiệu ứng trừ và tỷ lệ nghịch với hiệu ứng cộng đúng không? Rồi, ở Đúng đây rồi. là đang là hiệu ứng trừ nên là nó sẽ tỷ lệ thuận. Vậy là thằng số 1 hiệu ứng trừ mạnh nhất nên tính axit mạnh nhất đúng chưa? Sau đó đến thằng số 3 và cuối cùng là thằng số 2 ha. Rồi, cảm ơn. Tiếp theo câu số Dạ. 2. Câu số 2. Thép phụng nè. Dạ thưa cô, là câu số 2 là theo tăng dần thì đầu tiên là sẽ có NH3 Rồi, NH3. đến Em là cứ đọc các từ CH. đi, đọc 1, 2, 3, 4 đi. Dạ, 1, 4, 2, 3. 1, 4, 2, 3. Rồi, sẽ hiệu ứng cho cô, giải thích bằng hiệu ứng cho cô nào. À, dạ thưa cô, là ở câu 2 thì hiệu ứng nó sẽ thể hiện là độ mạnh của bazơ khi Không, em mà chỉ cần đọc hiệu ứng thôi. Rồi, hiệu ứng đi nào. Hợp chất đầu tiên, hiệu à ứng gì? đầu tiên là cộng y NH3 mà. NH3 hiệu ứng gì? trung Còn hòa F6 là gì? Em đọc em đọc lại cái thứ tự của NH3 là hiệu ứng trung hòa. em đọc lại cái thứ tự của em coi nè.
Thứ tự là 1, 4, 2, 3 cô. 1, 4, 2, 3. Rồi, tăng dần đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi, hiệu ứng nè. Này. Là Trung Hòa. Ờ, không. Rồi, tiếp theo thằng này. Đức cô là cộng y. Cộng y, rồi tiếp theo. Cộng y. Cộng y, tiếp theo nữa. Là cộng y luôn. Ờ, 3 thằng đều cộng y hết đúng không? Ở dạ, đây mình đang so sánh tính 3 giờ đúng không? Dạ đúng rồi cô. Có thay đổi như thế nào? À, nó sẽ tăng theo độ mạnh của 3 giờ khi mà cái nhóm chức gắn vào càng lớn thì cái 3 giờ nó sẽ càng yếu. Đang nói hiệu ứng mà. Hiệu ứng nó sẽ như thế nào? Nhóm chức càng lớn gắn vào 3 giờ càng yếu là sao? Ở đây mình so sánh là mình gắn qua tính qua hiệu ứng để mình so sánh tính 3 giờ đúng không? Dạ đúng rồi. 3 giờ gắn như thế nào với hiệu ứng cộng? 3 giờ thì tỷ lệ thuận với hiệu ứng cộng. Ừ, có nghĩa là gì? Có nghĩa thì y càng tăng thì 3 giờ càng mạnh. Ừ. Vậy là trong 3 cái thằng nào y tăng? 3 cái thì cái thằng CH3, CH2, NH3, HNH2 sẽ có y lớn nhất. Thằng này lớn nhất đúng không? Sau đến thằng này, số 2 lớn nhất, sau đến số 3 và cuối cùng là số 4 ha. Đây là cái thứ tự tăng dần của bạn là 1, 4, 2, 3, 3 2, được chưa? Ủa, cô ơi, cô có nhầm không cô? Cô ấy đang nói 1, 4 mấy? 1, 4, 2, 3 rồi cô. 1, 4, 2, 3 hả? Dạ. 1, 4, 2, 3 là chưa có đúng rồi. Ở đây mình đang nói nè, ở đây là tính 3 giờ ha. Có nghĩa là những cái tính 3 giờ tỷ lệ thuận với hiệu ứng cộng. Hiệu ứng cộng của em càng mạnh thì tính 3 giờ càng mạnh. Đúng chưa? Dạ, ở đúng đây rồi. Nè, ha, nhóm thế càng cồng kềnh thì hiệu ứng của mình càng mạnh. Em thấy nè, đây nè, có một nhóm CH3. Ha, đây, hai nhóm góc này của mình nó lớn dài nhưng mà nó có khoảng 2 carbon thì hiệu ứng của mình vẫn mạnh. Đúng chưa? Nhưng trường hợp này nè, thằng này là carbon bậc 1 thôi đúng không? Nhưng trường, thằng này là amin bậc 1, thằng này nó là amin bậc 2. Vậy thì cái về độ cồng kềnh thì thằng nào nó cồng kềnh hơn? Số 2 hay số 3 nó cồng kềnh hơn? Số 2 cồng kềnh hơn. Số 2 nó cồng kềnh hơn thì vậy là cái hiệu ứng của nó mạnh hơn hay là yếu hơn? Mạnh hơn cô. Mạnh hơn, được chưa? Mà ở đây là tính 3 giờ nó tỷ lệ thuận với hiệu ứng cộng. Có nghĩa là cái hiệu ứng cộng nó càng mạnh thì tính 3 giờ của mình nó càng mạnh. Đó là thứ tự của mình là 1, 4, 3, 2 nha. Dạ dạ. Dạ ok ha. Rồi tiếp theo. Câu số 1. Câu số 1 A nào. Số 1 A nào. Làm chứ về nhà làm rồi đúng không? Ở đâu rồi? Ở đây à? Rồi trọng tấn nào. Dạ thưa cô, cái C2H5 COH á là em đọc cho cô đi. Em đọc thứ tự số 1 2 3 4 này các bạn tự biết chất làm rồi. Dạ thưa cô, là theo em là 1 2 3 4. Theo thứ tự là từ giảm dần. Tăng dần hay giảm dần? Giảm dần à? Ở đây đang so sánh tính axit nha. Tính axit thì nó như thế nào với hiệu ứng cộng đây? Hiệu ứng cộng thì nó sẽ tỷ lệ nghịch. Là có hiệu ứng cộng thì tính axit nó như thế nào? Đúng rồi, nó phải hiệu ứng cộng thì nó phải giảm. Giảm. Rồi bây giờ sẽ hiệu ứng cho cô đi nè. Dạ số rồi. Số 1 hiệu ứng gì? Cô là cộng y. Cộng y. Số 2. Trừ y. Số 3. Trừ y. 4. Trừ y. Rồi. Bây giờ em đang xếp tăng dần hay giảm dần? Từ cô đếm xếp lại. Rồi, ok. Dạ, thưa cô, cho em xếp lại à. Ừ. Thưa cô, là cái mạnh nhất em đọc tăng là dần đi. Tăng dần đi cho nó dễ nè. Tăng dần là 2, rồi tới 3, rồi tới 4, rồi tới 1.
cô thấy nó sẽ sai ở đâu vậy? Dạ, CL trừ thì nó kéo mạnh mạnh hơn. Cho Ở nên đây là là cái tính lắp. axit mà. Ở đây là tính axit mà, đâu phải tính 3 giờ. Dạ. Dạ thì cái y trừ của bên cái số 2 đó cô, là góc CH2 thì nó yếu hơn góc CL trừ nên bị kéo nhiều hơn đúng không cô? Chưa có đúng rồi, chưa có đúng rồi. Dạ Ok, con cảm vậy ơn em. thôi em xin lỗi. Đó không sao hết. Rồi, ok. Diễm Quỳnh nào. Dạ em xếp theo thứ tự là số 4. Dạ tăng dần nha cô, là số 4 xong rồi tới số số 3 xong rồi tới số 2 rồi tới số 1. Tăng dần hay là giảm dần á? Dạ tăng dần. Rồi chưa đúng luôn. Bạn nào khác không? Rồi Thùy Linh nè. Dạ em xếp theo thứ tự là 3241. 3241 tăng dần hay giảm dần? Dạ giảm dần. Giảm dần luôn. 3241 cũng chưa đúng luôn. Rồi Cẩm Hằng. Tôi coi là 2431. 2431 tăng hay giảm? Giảm. Rồi xét hiệu ứng cho cô nè. Tôi coi là đầu cái thứ nhất là trừ y. Cộng y rồi. Tiếp đi em, cứ đọc đi. Cứ đọc đi bình thường thì cũng hết đi. Thứ hai là trừ y. Cộng y nè, trừ y nè. Ba là trừ y. Trừ y, số 4. Trừ y luôn. Trừ y luôn, rồi ok. Rồi. Rồi, xét thứ nhất mạnh nhất là số 2 đúng không? Dạ. Sau đó đến số mấy? Bốn. Số 4. Rồi đến Ba số một. 3. Đó, số 1 ha. Rồi. Bạn nào đây 4 2 3 1 không có đúng ha. Rồi, ở đây mình sẽ đúng rồi nè. Thứ nhất là em nhìn nè. Ba cái thằng này đều là trừ hết thì mình coi thằng nào trừ nào mạnh hơn ha. Trong cùng một phân nhóm chính thì giảm trừ y giảm dần từ trên xuống dưới. Vậy là sẽ giảm từ clo bromiốt là cái phân nhóm chính nhóm 7 của mình ha. Vậy là clo nó sẽ mạnh hơn iốt nè. Ở đây của mình cái hợp chất số 3 này cũng clo nhưng mà clo nó gắn vô đây nó có hai carbon lận nè. À, và thằng này nó có một carbon thì hiển nhiên là thằng này nó gắn trực tiếp cho carbon alpha, nó sẽ mạnh hơn. Chứ nào, nếu em so sánh cùng một nguyên tử thì phải là so sánh là phải gắn vô cùng một nguyên tử giống nhau thì lúc đó cái dãy của mình nó mới giảm dần là đúng. Nhưng mà lúc này nó là clo nhưng mà nó lại gắn qua hai carbon. Hôm bữa còn nhớ là cái nhóm thế cách xa vị trí carbon alpha thì cái hiệu ứng của mình nó càng giảm không? Đó là cái hiệu ứng số 2 mạnh nhất. Sau đó đến cái hiệu ứng số 4 và cuối cùng là hiệu ứng số 3, bởi vì cái clo này nó gắn qua hai carbon mới tới cái nhóm chức của mình ha. Còn cái số 1 thì nó là hiệu ứng cộng y thì hiển nhiên là tính axit của nó giảm. Cộng y là tính axit giảm chứ không có tăng đâu nha bạn Tấn ha. Nãy em nói cộng y mà sao em lại xếp nó là mạnh nhất được. Vậy là thứ tự bạn đọc đúng rồi ha. Hai mạnh nhất nè, sau đó đến 4 nè, đến 3 và cuối cùng là đến 1. Được chưa nào? Rồi câu số 2. Câu số B này, câu số B này bữa trước cô đã hướng dẫn mình cái công thức rồi đúng không? Rồi bạn nào trả lời câu số B nào. Rồi bạn nào đây? Rồi Cẩm Hằng trả lời lại câu B này thế nào? Tôi coi là em sắp theo thứ tự giảm Rồi. là 3, 4, 1, 5, 2. 3 4 1, 1 5, 2. 5 2 giảm dần đúng không? Dạ. Rồi sẽ hiệu ứng cho cô đi nào. Coi là cái thứ nhất là y bằng 0. Rồi cái thứ nhất là không. Cái thứ hai là cộng C. Cái thứ hai là cộng C rồi, nhóm OCH3 đúng không? Tuần trước đã vẽ công thức cho mình rồi, như thế nào? Rồi tiếp theo. Cái thứ ba là trừ trừ C. Trừ C đúng rồi. Cái thứ tư cũng trừ C. Rồi đúng rồi. Cái thứ ba trừ C và cái thứ tư cũng trừ C luôn ha. COCH3 là nhóm không no, trừ C luôn. Rồi tiếp theo. Cái thứ năm. Cái thứ năm là cộng Y với cộng H. Cái nào xếp cái mạnh hơn cho cô thôi. Đó là cộng H. Cộng H đúng không? Ở vị trí alpha ha. Vị trí alpha là vị trí số 1 và số 4 á, đúng chưa?
Rồi vậy là hiệu ứng mình xét đúng rồi nha lớp nha. Thứ nhất là không nè, thứ hai là cộng C, nhóm OCH3 cho hiệu ứng cộng C, nhường điện tử cho hệ liên hợp đúng không? Rồi thứ ba là trừ C, NO2. Thứ tư là COCH3 cũng là trừ C. Rồi CH3 ở vị trí alpha là cộng H. Ha. Ở đây mình đang so sánh tính axit, bạn xếp thứ tự giảm dần đúng không? Vậy là mình có mấy cái trừ? Trừ số 3 và trừ số 4. Đúng chưa? Trừ nào mạnh hơn? Ồ, trừ số 3. Ờ, trừ số 3 mạnh hơn. Ha. Bạn nào không nhớ thì sao thì vừa lại cái dãy của mình để xem lại nha. Trừ số 3 mạnh hơn, do đó là cái tính axit của cái hợp chất tương ứng với số 3 nó sẽ mạnh nhất đúng không? Rồi kế đến là trừ số 4, hết trừ rồi thì đến thằng trung gian. Thằng trung gian là cái số 1 đúng chưa? Rồi bây giờ hai cái cộng nè. Cộng số 2 là cộng C và cộng số 5 là cộng H thì cộng nào mạnh hơn? Đâu rồi, cảm hàng. Đó. Còn là cộng C số cộng này. H thì cộng nào mạnh hơn? Còn là cộng H mạnh hơn hay cộng C mạnh hơn? Cộng H. Sao lại cộng H? Cộng C. Ờ, cộng C nó mạnh hơn chứ. Bữa trước con nói rồi đúng không? Trong một dãy hợp chất mà vừa có C, vừa có H, vừa có Y thì C là mạnh nhất, sau đó đến H và cuối cùng là Y. Yeah. Vậy là cái cộng số 2 mạnh hơn cộng số 5. Được chưa? Cộng số 2 mạnh hơn cộng số 5 thì gắn với tính axit của cái nào mạnh hơn? Tính axit của cái nào mạnh hơn? Cộng hiệu ứng cộng Y cộng C của số 2 nó mạnh hơn cái hiệu ứng cộng H của số 5. Vậy thì tính axit của chất số 2 và chất số 5 chất nào mạnh hơn? Tính axit thì nó như nào? Ờ, nó tỷ lệ nghịch với hiệu ứng cộng. Đúng chưa? Cộng càng mạnh thì tính axit càng yếu. Rồi nhắc lại nè. Số 1 là không nè, không có nhóm thế số 2, không gây hiệu ứng gì hết. Số 2 là cộng C, nhóm OCH3. Số 3 là trừ C, NO2. Số 4 là trừ C luôn. Và số 5 là cộng H. Thứ tự giảm dần nè. 3, 4, 1. Rồi lên số mấy? 5 và 2. Được không? Đó là tuần trước của mình ha. Hai cái phần đại cương đầu tiên. Thì đối với cái phần thì ở so sánh tính axit bao giờ con nhắc lại nè, tính axit thì nó tỷ lệ thuận với hiệu ứng trừ, dù là trừ Y, trừ C hay trừ H thì nó cũng đều tỷ lệ thuận hết ha. Có nghĩa là gì? Nếu trong hợp chất của em có hiệu ứng trừ, có thể là liên hợp, siêu liên hợp hay là cảm ứng, thì hiệu ứng trừ càng mạnh thì nó sẽ làm cho tính axit tăng đúng không? Và hiệu ứng trừ càng mạnh thì tính axit càng tăng. Còn ngược lại, trong hợp chất mà có hiệu ứng cộng thì sẽ làm tính axit giảm. Hiệu ứng cộng càng mạnh thì tính axit càng giảm. Còn tính ba giờ thì nó sẽ tỷ lệ thuận với hiệu ứng cộng. Trong hợp chất mà có hiệu ứng cộng thì tính ba giờ nó sẽ giảm. À, sau đó tính ba giờ nó sẽ tăng. Mà hiệu ứng cộng càng mạnh thì tính ba giờ càng tăng. Được không? Xét quả đi ta. Rồi đó là về cái phần tuần trước ha. Các bạn xem lại nha. Xem lại cái phần xét hiệu ứng cho cô ha. Cái quan trọng nhất là các bạn xét được hiệu ứng á. Ha. Hôm nay các bạn sẽ qua một cái phần tiếp theo nữa của mình. Đó là các hiện tượng đồng phân trong hữu cơ của mình. Thì đồng phân là gì? Đồng phân là những hợp chất mà có công thức phân tử giống nhau nhưng nó khác nhau về công thức cấu tạo. Do nó cấu tạo khác nhau nên tính chất lý hóa của nó cũng sẽ khác nhau luôn. Mình có hai loại đồng phân chính là một là đồng phân cấu tạo hay còn gọi là đồng phân phẳng. Thứ hai là đồng phân lập thể. Ở trong cái đồng phân lập thể này thì mình có ba loại: đồng phân hình học nè, đồng phân cấu dạng và đồng phân quang học. Thì mình sẽ đi chính chi tiết về hai phần, đó là đồng phân hình học và đồng phân quang học ha. Còn cái đồng phân cấu dạng quay này thì các bạn sẽ đọc thêm cho cô. Được chưa? Vậy đầu tiên mình sẽ đi về cái phần đồng phân cấu tạo trước ha. Đồng phân là những hợp chất có cùng công thức phân tử nhưng công thức cấu tạo khác nhau, do đó cái tính chất lý hóa của nó cũng sẽ khác nhau. Các bạn sẽ viết cho cô các đồng phân có thể có của những cái hợp chất cô viết trên bảng nè. À, xin lỗi, viết trên cái màn hình này nè. Các bạn coi cho cô nè.
Bạn viết đi. Các đồng phân có thể có nha. Là đồng phân này mình đã biết rồi đúng không? Các hợp chất cơ bản mình cũng đã học qua hết ở thời phổ thông rồi ha. Giờ mình sẽ nhìn coi thử nè. Rồi bạn nào nào, nhanh nào. Ngọc Trân nè. Dạ cô, em biết cái của C5H12 nha cô. Rồi đọc nào. Thưa cô, thứ nhất là CH3, em cứ đọc hết đi. CH2, CH2, CH2 và CH3. Rồi, mà thẳng đúng không? 1, 2, 3, 4, 5. Rồi, ok. Tiếp theo. CH3, CH có nhánh CH3, CH2 và CH3. Rồi, tiếp theo. Còn nữa không? Tiếp theo đó là CH3. C có hai nhóm là CH3 và CH3. À, nó chỉ lên chỉ xuống này luôn đúng không? Rồi, ok. Còn nữa không? Dạ ba cái cô. Đủ chưa? Dạ ba cái, em viết được ba cái. Ừ. Rồi, cảm ơn. Dạ. Còn thiếu nào nữa không? Đây, Kiều Tiên nè. Thiếu cái nào nữa không? Kiều Tiên, alo Kiều Tiên. Dạ em biết cũng có ba cái đó rồi cô ơi. Gì hả? Bạn em là các bạn nào biết thêm được cái nào nữa không? Bạn nào biết thêm được cái nào nữa không nào? Cái nhánh của mình nó nhảy vô dưới nè. Đúng không? Bạn cái nhánh vô dưới không? À không được đúng không? Vẫn như nhau đúng không? Rồi ok, sorry. Rồi cái hợp chất thứ hai. Sorry. Rồi hợp chất thứ hai nè. Thứ hai bạn nào nè? Như Ngọc nè, Ngọc Như, Ngọc Minh Ngọc hay Ngọc Như, Ngọc Minh nè, Minh Như hả? Bạn hồi nãy là bạn gì ta? Ngọc Trân cô ơi. Ngọc Trân. Rồi Dạ. Minh Như gì kia? Như phải không? Cô em làm cái C2H6O được không cô? Rồi. Minh Như là C2H6O hả? Dạ. Rồi đọc đi. Dạ cô là CH3. Đọc đi. Em cứ đọc hết đi. CH2. Em cứ đọc hết công thức đi. OH. Rồi, xếp 3, xếp 2 OH. Với lại CH3OCH3. Rồi, CH3, CH2OH đúng không? Biết Dạ. thêm cái CH3, O, Xem CH3. Rồi, ok. Rồi, tiếp theo. Cái này thì sao? Quỳnh Hương. cô ơi, em làm cái C3H9 em đúng không cô? Rồi, CH9N, muốn làm thế nào làm, đọc. Còn biết tại vì cái kia nó có động phân hình học nên nó hơi dài đúng không? Dạ. C3H9N là nó sẽ có ba động phân. Cái thứ nhất là CH3, CH2, CH2 với lại NH2. CH2, CH2, CH2. NH2. Rồi ok. Dạ, cái thứ hai là CH3, CH. Với lại có một cái nhánh CH3 ở dưới với lại NH2. Nhánh xếp bà dưới hay là nhà, hay là cái NH2 ở dưới? NH2 ở dưới. Ừ, NH2 ở dưới đi, nó như nhau mà. Đúng không? Dạ. Ừ, rồi tiếp.
Dạ, cái thứ ba là CH3, CH2. CH3, CH2. Dạ, NH. NH. Rồi, có một nhánh CH3. Rồi, cái thứ ba, cái tiếp theo. Ờ, em viết được ba cái rồi. Hết rồi hả? Dạ. Rồi. Bạn nào biết là câu thứ 5 nè? À, xin lỗi, câu tiếp theo nè. Câu C5-10 nè. Diễm Quỳnh nè, Diễm Quỳnh này, Diễm Quỳnh chưa? Rồi. Dạ, cái tiếp theo là N xong rồi 3 nhóm CH3. Đúng rồi, CH3 3 lần, đúng không? N. Được chưa? Rồi còn thằng này tiếp theo là em Quỳnh. Dạ, cái đó là đầu tiên là sẽ có CH2 và CH. Rồi, đọc hay là em đọc công thức đi. Dạ, CH2, CH và CH2, CH2, CH3. Rồi, 5 đúng không? Dạ. Rồi đủ rồi đúng không? Rồi tiếp theo. Cái thứ hai là CH2 rồi gạch C xong rồi có góc CH3 ở dưới. Đó tiếp là CH2 với lại CH3. Nhánh ở đâu? Dạ, cái nhánh ở dưới á cô. Đây luôn phải không? Dạ. Rồi. 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 Đủ dạ. Chưa? 1, 2, 3, 4, 5, rồi ok đúng không? Rồi tiếp theo. Dạ, cái tiếp theo là cũng vậy luôn mà cái nhánh nó ở ở bên phải á. Nhánh đâu? Dạ, là CH2, rồi CH, rồi CH, rồi hai nhánh CH3 gắn ở hai bên. À, nhánh gắn đây đúng không? Dạ, đúng rồi. Rồi, tiếp theo. Dạ, là CH3, rồi C, rồi CH3 nhánh ở dưới, rồi tới CH, rồi CH3. Nhìn đối đôi đâu? Dạ, cái nó đó, nó đó ở bên kia. Bên kia là chỗ nào? Rồi vẽ một vài cái thôi nha. Rồi, yeah. Ok. Bạn chỗ đó các bạn tự vẽ thêm nha. Rồi ở đây nè. Tất cả những cái công thức cô viết ở trên bảng này nè, tất cả những cái này ha thì nó đều nó được gọi là đồng phân mặt, đồng phân cấu tạo hay là đồng phân phẳng. Chưa? Thì mình sẽ có những loại đồng phân nào? Đây. Hợp chất đầu tiên C5H12. Vì sao mà các bạn viết được cái này đây, cái này các bạn đã có sẵn trong đầu là mình là C5H12 là thuộc cái dạng hợp chất là ancan rồi đúng không? Ancan thì nó chỉ có nối đơn ha. Thì nó sẽ có đồng phân mạch carbon nè. Đầu tiên là đồng phân mạch carbon. Em thấy là mặt chính mặt thẳng nè. Ha. Hợp chất này có phân nhánh nè. Phân nhánh nè. Thì nó được xếp vào đồng phân cấu tạo. Đồng phân là đồng phân phẳng ha. Thứ hai, ở đây mình thấy là C5H10 là hợp chất alken. Vậy là nó sẽ có liên kết bội. Thì mình thấy nè, ở đây vị trí liên kết bội nằm ở đầu tiên carbon số 1. Ở đây liên kết bội nó nhảy qua carbon số 2. Vậy là mình có cái loại đồng phân thứ hai là đồng phân vị trí liên kết bội. Cái thứ ba em thấy nè, cùng là công thức C2H6O. Hợp chất đầu tiên C2H5OH là thuộc loại hợp chất gì? Thuộc loại hợp chất gì em? Dạ ancon. Ancon đúng không? Rồi hợp chất thứ hai CH3O, CH3 thuộc loại hợp chất gì? Dạ ete. Ờ ete. Đó. Vậy là mình có hai loại cùng công thức phân tử nhưng mà nó khác nhau về nhóm chức hữu cơ nên mình có những hợp chất khác nhau. Thì đây là một cái dạng đồng phân tiếp theo của mình là đồng phân về nhóm chức. Đây trong trường hợp này. Trong trường hợp này của mình nó cùng là có nhóm có nitơ đúng không? Nó chung một cái nhóm chức là chức amin. Nhưng mà cái vị trí gắn nhóm nitơ nó gắn nitơ nó khác nhau nha. Ở đây nitơ gắn vô carbon bậc 1 nè. Nitơ gắn vô carbon nè. À xin lỗi. Đối với nitơ thì mình sẽ nhìn xung quanh cái thằng nitơ này nè. Ở đây nitơ nó gắn với một carbon. Vậy nó là amin bậc 1 ha. Rồi trường hợp thứ hai. Trường hợp thứ hai nó gắn với một carbon là amin bậc 1, nhưng mà trường hợp thứ ba nè, nó gắn với hai carbon nè. Vậy là amin bậc 2. Rồi đây là amin bậc 3. Vậy ở đây là gọi là đồng phân về bậc của nhóm chức của mình. Thì tất cả những cái này của mình nó đều là các đồng phân cấu tạo phẳng ha. Thì bao gồm là gì? Mạch carbon nè, vị trí liên kết bội nè, nhóm chức nè, hay là bậc của nhóm chức hữu cơ. Thì đối với cái dạng này người ta có thể hỏi mình một câu đơn giản, chẳng hạn như cô cho em là
thực chất C5H12 này có tất cả bao nhiêu đồng phân. Thì mình viết nó ra rồi mình liệt kê nó ra thôi, mình đếm thôi. À, hay là câu hỏi là C3H9 có bao nhiêu đồng phân là amin bậc 1, bao nhiêu đồng phân là amin bậc 2, bao nhiêu đồng phân là amin bậc 3 chẳng hạn. Được không? Tương tự như vậy cho những câu hỏi này ha. Thì đó là cái dạng đồng phân đầu tiên, đồng phân cấu tạo hay còn gọi là đồng phân phẳng. Sao vậy? Sao vậy em? À, Phục. Ủa cô, mình có cách nào mà để tính khi mình để tính số đồng phân nếu mà mình không viết ra không cô? Ý là mình nhìn vô cái công thức người ta cho sẵn đó, mình có công thức nào để tính ra được cái số đồng phân mà mình không cần phải viết các công thức cấu tạo ra không cô? À, tính cái số đồng phân đó hả? Dạ đúng rồi cô. Có nghĩa là giả dụ như trường hợp này á hả? Thông thường thì em sẽ viết ra nó sẽ dễ hơn, nó sẽ dễ hơn chứ. Tính là như hồi phổ thông nó có chỉ em một cách tính thì phải không? Có không? Em nhớ là có nhưng mà em quên mất công thức đó rồi nên là em cũng muốn hỏi cô lại đó cô. Nhưng mà nó có áp dụng cho cái hợp chất nào cụ thể không ta? À, vì thường á là khi mình viết là người thì thường người ta hỏi mình á là người ta hỏi cái dạng đồng phân. À, ví dụ như là hỏi là có bao nhiêu cái đồng phân hợp chất này, đồng phân hợp chất kia. À, đây là có công thức này, bạn Thùy Dung này, nhắc lại cho bạn nhớ coi. Alo Thùy Dung. Đó, có nghĩa là mình tùy vào từng cái hợp chất của mình á. Ha, đây này, giống như bạn đây nào. 2 mũ N-4 cộng 1. 3 nhỏ hơn N, nhỏ hơn 7. Cái này mình lại phải nhớ vào từng cái hợp chất cụ thể. Nó có công thức nhưng mà công thức áp dụng cho từng loại hợp chất. Ha, nhưng mà đây em mấy câu lúc đó mình lại phải nhớ thêm công thức nữa. Thế là mình cứ viết nó ra thôi. Mình lại phải tính là đối với hợp chất mà nó có liên kết bội thì mình lại phải tính cái gì nữa, mình lại phải tính số liên kết bội có trong vòng nó ha. À, mặt nhỏ, mặt không phân nhánh. Đây là các bạn có nè, 2 mũ N rồi alken rồi hợp chất hydrocarbon, chứ đó hợp chất nhóm chức. Như vậy thì các bạn sẽ phải nhớ thêm nhiều cái nữa vô đúng không? Cái tính số đồng phân thì nó tương ứng này, alken thì nó sẽ áp dụng cho cái N của mình là từ 3 tới 7 thôi đúng không? Nhưng lớn hơn thì mình lại phải vẽ nó ra thôi. Đúng rồi đó, công thức bạn đưa là 2 mũ N-1 cộng với 1 đó. Với N của mình nó nằm từ 3 đến 7. Rồi alken. Nói chung là khi mà em dùng công thức tính thì em phải áp dụng cho từng loại hợp chất nha. Alken riêng này, alken riêng nè. Rồi các dãy đồng đẳng của nó cũng riêng nữa. Được không nào? Mà thường thì mình gặp một vài cái hợp chất đơn giản thì mình nhớ thêm cái đó nó mất phình, nó mất công nữa ha. Nên là các bạn cứ viết nó ra thôi. Đây nè, amin nè, rồi alken nè, nó tương ứng với mỗi một cái hợp chất ấy, nó có một cái công thức tính số đồng phân của nó cụ thể riêng ha Phụng ha, chứ không có công thức chung cho tất cả các hợp chất hữu cơ. Chẳng hạn như là alken, em lại có một công thức xác định đồng phân của nó riêng nè, alken riêng nè, alkin riêng nè, hay là ancol hay là phenol gì đó, mỗi loại nó có một cái loại công thức riêng. Thì thường là khi người ta cho em, giả dụ như cô cho em một cái câu đơn giản như là C5H12 nè, ha, thế mình em nhớ được công thức thì em áp dụng em tính vô, còn nếu không thì mình ngồi mình vẽ nó ra là được rồi. À, vì thường người ta hỏi mình cũng chỉ 5 đến 7 carbon, 5 carbon đến 7 carbon là nhiều chứ nó không có hỏi mình quá nhiều, đúng không nào? Lưu ý ha.
Rồi. Đồng phân bậc nhóm chức ha. Thì đối với amin nó khác với bậc ancol nha. Amin là mình sẽ nhìn xung quanh thằng nitơ này nè. Cái này mình có một cái chương về amin mình sẽ nói nó hơn rõ hơn ha. À, mình xin xung quanh thằng nitơ này nè mà nó gắn với bao nhiêu carbon thì nó là bậc amin bậc đó. Ừ, nghe không? Đây nè. Ok chưa bạn, bạn thế phục. Được chưa nào? Dạ được rồi cô, cảm ơn. Nha. Ừ. À, thì em phải nhớ nhiều cái công thức từng hợp chất một riêng ha. Rồi. Thì cái đồng phân phẳng này thì nó mình đã gặp có quen thuộc rồi ha. Đây nhắc lại một chút xíu thôi, đồng phân mạch carbon nè, mạch thẳng, mạch phân nhánh nè, vị trí liên kết bội nè, carbon bậc số 1 có liên kết bội, carbon số 2 ha. Hay là đồng phân về vị trí nhóm chức, giống như nãy mình có đồng phân amin á, hay là đây là nhóm ancol chẳng hạn nè. OH gắn vô carbon bậc 1 thì tương ứng với nó là ancol bậc 1. OH gắn vô carbon bậc 2 tương ứng với nó là ancol bậc 2. OH gắn vô carbon bậc 3 thì tương ứng nó là ancol bậc 3. Ha. Hay là đồng phân về nhóm chức hữu cơ cùng một công thức phân tử nè. Ha, nhưng mà có nhóm chức khác nhau thì mình sẽ có những hợp chất khác nhau. Thì như hồi nãy có nói là đồng phân là những hợp chất của mình nó có cùng công thức phân tử nhưng nó khác nhau về công thức cấu tạo. Nó khác về cấu tạo nên kéo theo cái tính chất hóa học của nó cũng khác nhau. Không như đồng hợp này ancol này và et là hai chất khác nhau hoàn toàn đúng không? Hay là đồng phân về bậc của nhóm chức đúng không? Nè, bậc amin nè, amin bậc 1, amin bậc 2 và amin bậc 3. Đó là cái đồng phân đầu tiên, đồng phân cấu tạo ha. À, mình có một cái dạng trong đồng phân cấu tạo này là mình có một cái dạng người ta gọi là đồng phân hỗ biến tautomer, là cái dạng hỗ biến dạng enolceton. Khi trong trường hợp em có cái dạng ceton này nè ha, thì cái rotong là cái liên kết của cái thằng C nối đôi O này nè, nó sẽ dàn dịch chuyển qua cái liên kết đơn sigma kế bên nó và tạo thành cái dạng phenol, à xin lỗi, dạng enol ha. Và cái dạng enol này nó không có bền, nó lại bị dịch chuyển trở lại, thì cái chuyển hóa này người ta gọi là chuyển hóa hỗ biến ceton enol. Thì thông thường khi mà em viết đối với công thức hợp chất ancol á ha, nếu mà nhóm OH gắn vào carbon mà chứa nối đôi á thì cái ancol nó của mình nó không bền, nó không tồn tại ở cái dạng, nó không có cái dạng ancol đó ha, mà cái dạng đó nó chỉ là dạng enol thôi. Và cái hydro này nè, nó lại nhanh chóng bị dịch chuyển lên trên này. Thực chất ra nó là cái sự dịch chuyển điện tử ở trong cái phân tử của mình mà thôi. Và quay trở về cái dạng ceton thì nó bền hơn. Thì cái dạng này nó gọi là đồng phân hỗ biến tautomer. Cái này mình cũng ít gặp ha. Cái dạng đồng phân lập thứ hai của mình đó là đồng phân lập thể, mà em sẽ đi xét hai loại, đó là đồng phân hình học và đồng phân quang học. Còn nhớ đồng phân hình học không? Sẽ viết một vài cái hợp chất lên cho các bạn ha. Nó hơi bự, nó hơi nhỏ hả? Phải bự nó lên chút xíu nha. Kéo nó ra đây một chút đi. Bự nó lên chút cho các bạn dễ nhìn cái ngắn của nó. Rồi, qua đây. Đi. Rồi ha. Rồi. Thứ nhất là đồng phân hình học. Đồng phân hình học thì nó sẽ có điều kiện để có đồng phân hình học nào. Nhất là
mạch của mình phải có nối đôi hoặc là vòng kín là điều kiện thứ nhất. Điều kiện thứ hai là carbon của nối đôi hoặc vòng kín đó phải gắn với hai nhóm thế khác nhau về bản chất, hay nói cách khác là hai nhóm thế khác nhau. À, điều kiện để có đồng phân hình học nè. Với cái bài tập này lãnh cho mình viết rồi ha, các bạn về các bạn viết thêm nha. Đồng phân hình học là do sự khác nhau về vị trí các nhóm thế là đối với mặt phẳng liên kết đôi hoặc mặt phẳng vòng đó. Thì như nãy cô nói đó, là điều kiện để có là thứ nhất là phải chứa liên kết đôi hoặc là chứa vòng. Thứ hai là carbon của nối đôi hoặc là vòng kín đó phải gắn với hai nhóm thế khác nhau, hai nguyên tử hoặc hai nhóm thế khác nhau ha. Vậy bây giờ bên những cái hợp chất này cô vẽ bên này nè. Thứ nhất mình xét điều kiện cần trước. Hợp chất này ha. Điều kiện cần là có nối đôi hoặc vòng kín, vậy là bốn cái hợp chất này của mình đều có khả năng có đồng phân hình học đúng không? Thêm hai thằng này nữa cũng đều có khả năng có đồng phân hình học. Bây giờ điều kiện đủ nè. Carbon của nối đôi hoặc là carbon của vòng kín đó phải gắn với hai nhóm thế khác nhau. Vậy trong bốn cái hợp chất này nè, bốn công thức này nè, công thức nào có đồng phân hình học? Trong bốn công thức này cô gọi là số 1, số 2, số 3, số 4 ha. Công thức nào có đồng phân hình học đây em? Dạ số 4. Số 4 có đồng phân hình học, đúng không? Rồi. Hai công thức này. Công thức nào có đồng phân hình học? Hay là cả hai đều có? Xét điều kiện cần nè, có mặt đôi, có xin lỗi, có nối đôi hoặc vòng kín, đủ chưa? Có chưa? Có vòng kín chưa? Có chưa? Bây giờ carbon của nối đôi hoặc vòng kín đó có gắn với hai nhóm thế khác nhau hay không? Em nhìn carbon này nè, một thằng là clo, một thằng là gì? Clon đây, về thằng chìa xuống dưới là gì nữa em? Nó không có biết cái gì hết là hiểu, hiển nhiên chỗ đó còn thiếu cái gì ở đó. Carbon tối đa hóa trị bao nhiêu em? Dạ 4. 4, rồi bây giờ đây nè, đếm nè. 1 nè, 1 liên kết nè, 2 liên kết nè, 3 liên kết nè. Vậy còn một thằng cuối cùng là thằng nào? Dạ hydro. Ờ, đúng rồi, hydro, không có biết cái gì hết là hydro trong đó, đúng không? Rồi hydro. Rồi đây cũng như vậy, đúng không? Vậy là một thằng clo, một thằng hydro, hai nhóm thế khác nhau chưa? Trường hợp này cũng vậy nè. Vậy là cái trường hợp này nó có đồng phân hình học không? Có hay không nữa nè? Có không? Có không em? Có đồng phân hình học không em? Có không nào? Ờ có, được chưa? Rồi trường hợp này có không? Cái nào mà người ta không có biết, người ta chỉ ở cái nhánh ở đây không, không biết cái gì, có nghĩa là đây là nhóm gì đây em? Hydro. Hydro hả? Hydro là người ta biết hydro rồi nha em. Hydro là đây nè. Một thằng chỉ ở đây chưa có nè, là hydro đây nè. Đây là 1 liên kết, 2 liên kết, 3 liên kết nè. Và đây là hydro. Cái chỗ này mà nó không viết cái gì hay là cái nhóm gì ở đây, cái nhóm gì ở đầu này,
hả? Ờ đúng rồi, nhóm CH3 ha, nhóm metin á. Còn nếu là hydro là người ta đã điền chữ hydro đó cho em rồi nha, lưu ý ha. Bây giờ để biết nó có đồng phân hình học hay không thì em chỉ cần xét xem là nó có thỏa mãn hai điều kiện của mình hay không. Điều kiện cần là có nối đôi hoặc vòng kín, và điều kiện đủ là carbon của nối đôi hoặc vòng kín đó phải gắn với hai nhóm thế khác nhau. Thì đối với cái vòng kín nha, lưu ý đối với cái vòng kín, đối với cái cả nối đôi á thì mình sẽ xét carbon của nối đôi này nè, hai đầu nối đôi này nè. À. Còn đối với vòng kín á thì hai cái carbon của mình có thể kế bên nhau hoặc là có thể ở cách xa nhau trong cái vòng của mình. Nếu nó gắn với hai nhóm thế khác nhau thì vẫn được xét là có đồng phân hình học. Chưa nào? À, lưu ý nha. À, nối đôi nè hoặc là vòng kín nè, thì hai nhóm thế của mình ở trong vòng nó có thể khác nhau hoặc là nó có thể cách xa nhau ha. Là bây giờ mình sẽ xét đến tiếp theo là cái hệ danh pháp của cái đồng phân hình học này. Thì hệ danh pháp trước đây các bạn đã biết một cái hệ danh pháp là xích trans rồi, đúng không? Xích là cùng, trans là khác. Người ta là làm gì? Lấy cái mặt phẳng nối đôi của mình á làm bờ ha. Ví dụ như trong trường hợp này em viết như vậy thì em không thể nào đọc ra được hệ đồng phân xích trans đúng không? Nhưng mà khi mà mình viết ra cái dạng như vậy nè, rồi em đọc cho cô nhóm thế của carbon đầu tiên nè, thằng này là gì? Alo, nhìn vô công thức này cho cô nè. Đọc cho cô nè. Carbon đầu tiên gắn với nhóm nào CH3 với hydro. Rồi ok, CH3 với hydro. Rồi, thứ hai. Nó không có rồi cái đậu nữa. CH5 với hydro, đúng rồi, ok. Được chưa? Các bạn nhìn ra chỗ này không? Đây nè. Ở đây mình đang xét là xét carbon nối đôi này nè, ha. Carbon nối đôi này nè, đây một thằng này CH3. Đây là hydro không có viết ra nè. Rồi tương tự như vậy ở đây cũng vậy nè. CH nè. Nếu có viết công thức này ra có phải là nó sẽ là này, CH3 nè. CH nè, nối đôi nè, CH nè, CH2, CH3. Đúng chưa? Đây là một nhóm là CH3, một H, một cái là CH5 và H. À. Thì đối với cái trường hợp thứ nhất, khi mình dùng hệ danh pháp xích trans thì hai cặp nhóm thế này nè, hai cặp nhóm này nha, một này nè là một cặp, đây là một cặp nè, hai cái nhóm thế gắn vào hai carbon nối đôi của mình á thì ít nhất nó phải có một cặp giống nhau hoặc là cả hai cặp cùng giống nhau thì mình mới sử dụng cái hệ danh pháp xích trans này được. Lấy mặt phẳng nối đôi CC làm bờ ha, mặt phẳng nối đôi CC làm bờ cùng phía, cùng phía như là phía trên này nè hoặc là phía dưới này nè, chứ không có bên phải bên trái nha. Cùng phía là phía trên hoặc phía dưới của mặt phẳng nối đôi của mình. Nếu hai nhóm thế giống nhau thì là mình có đồng phân gì? Lấy mặt phẳng nối đôi CC làm bờ nha. Nếu phía trên hoặc là phía dưới hai nhóm thế giống nhau, một trong hai nhóm thế giống nhau thôi thì mình sẽ có đồng phân, đó là đồng phân xích, đúng rồi ha. Và ngược lại thì là đồng phân gì? Trans. Rồi ok. Vậy cái đồng phân này của mình là xít hay trans? Xít. Okay. Rồi bây giờ mình đổi ngược lại thì nó là đồng phân trans thôi ha. Rồi à, đây là đồng phân trans. Và bây giờ trường hợp này, đây, cái thằng này nè, xích hay trans đây em? Xích hay trans?
đang vòng vòng rồi nè. Xíu thay Tran. Ờ, Tran đúng rồi ha. Thấy không? Thằng CL hướng lên trên, thằng CL hướng xuống dưới, hai thằng hướng khác với hướng, đúng không? Một hướng lên trên, một hướng xuống dưới. Rồi thằng này là xíu thay Tran. Ờ đúng rồi, xíu. Ok. Đây, Brom hướng ra, CH3 hướng ra thì hiển nhiên là hướng vào trong là còn thằng là Hero. Hai thằng đều là Hero hết. Thằng nào? Vậy là điều kiện để có đồng phân hình học. Thứ nhất là có nối đôi hoặc là có vòng kín. Thứ hai là carbon nối đôi hoặc vòng kín phải gắn với hai nhóm thế khác nhau. Danh pháp thì mình có hệ danh pháp đầu tiên là Sip Chan. Sip nè, mình lấy mặt phẳng nối đôi hoặc vòng của mình làm bờ nè. Về cùng một phía của mặt phẳng nối đôi, có nghĩa là phía trên hoặc phía dưới ha, hai mặt phẳng vòng á, thì mình có đồng phân. Nếu mà hai nhóm, một trong hai nhóm thế giống nhau hoặc là cả hai cặp của mình đều giống nhau á, thì mình có đồng phân sit. Còn nếu mà hai nhóm thế khác nhau thì là đồng phân trans, được không? Rồi đây ha, các bạn nhớ nè, đối với hệ danh pháp sit trans nè, thứ nhất là một, ít nhất là một cặp nhóm thế giống nhau hoặc là cả hai nhóm thế của mình đều giống nhau thì mình mới dùng cái danh pháp sit trans này nha. Này, trường hợp này là hai nhóm thế cùng phía nè. Cùng phía ở đây là mình đang nói phía trên và phía dưới, chứ không phải là bên trái và bên phải nha. Rồi, đây, mấy trường hợp này là một, thêm một vài cái ví dụ các bạn đọc thêm thôi ha. Đó, một cặp nhóm thế giống nhau là mình có đồng phân này. Cái hệ danh pháp thứ hai là cái hệ danh pháp mở rộng của cái thằng sit trans này là hệ danh pháp EZ. EZ nè. Thì nó cũng giống như sit trans, E nó là khác, còn Z là cùng. Khác hay là trái á, Z là cùng. Nhưng khi nói về hệ danh sách EZ này nè, là nó trường hợp mở rộng hơn. Có ví dụ như trong trường hợp này, nếu bạn dùng sit trans mà không đọc được ha, CH3 nè, C H nối đôi C, rồi H, C nè, TR CH2, CH3 chẳng như trong trường hợp này nha. Bây giờ đầu tiên bạn cho cô biết cái công thức cô vừa mới viết đây nè, có đồng phân hình học hay không? Có hay không đã nào? Muốn biết có hay không, mình nhìn xem thử nó có thỏa mãn điều kiện cần và đủ của mình không. Điều kiện cần thứ nhất là gì? Có nối đôi không? Rồi, cái carbon nối đôi đó có gắn với hai nhóm thế khác nhau chưa? Carbon nối đôi này là gắn với thằng nào? Hydro với CH3 đúng không? Carbon nối đôi này gắn với brom với CH5, vậy là hai nhóm thế khác nhau. Vậy là có đồng phân hình học. Bây giờ mình sẽ đọc tên nó như thế nào ha. Lấy cái thằng trên này xuống đi cho nó nhanh. Để vẽ lại ha. Rồi CH3 hydro nè, brom đúng không? Đó. Rồi thêm một thằng nữa ra. Rồi CH2, CH3, brom. Rồi bây giờ các bạn xếp đợi tên nó như thế nào. Và bây giờ nha, mình có thể dùng danh pháp sit trans được không? Sit trans trong trường hợp nè, em phải có một cặp nhóm thế giống nhau, đúng không? Ít nhất là một cặp giống nhau giống như trường hợp trên này, hoặc là cả hai cặp đều giống nhau. Ở trường hợp này nó bốn nhóm thế đều khác nhau và mình không thể sử dụng hệ danh pháp sit trans được.
mà em sẽ sử dụng cái hệ sinh pháp thứ hai là EZ ha. E là cùng, Z là, à, xin lỗi, E là khác, Z là cùng. Ở đây cùng hay khác là mình đang nói về độ lớn của các nhóm thế. Vậy để xét được thì mình sẽ nhìn thứ nhất là em nhìn carbon đầu tiên nha. Em so sánh hai nhóm thế của carbon đầu tiên này cho cô. Thứ nhất là CH3 và hydro, nhóm nào lớn hơn, nhóm nào nhỏ hơn? CH3 và hydro, cái nào lớn, cái nào nhỏ? Lớn ở đây có thể mình so về kích thước nè, ha, khối lượng nè, so về khối lượng á, đúng không? Rồi ok, vậy là thằng này lớn, thằng này nhỏ đúng không? Em mà có giấy á, em khoanh tròn nó lại, em khoanh tròn thằng này lại nè, khoanh tròn thằng này lại, em ký hiệu chữ lớn ở đây, khoanh tròn thằng này lại, em ký hiệu chữ nhỏ ở đây, được chưa? Rồi bây giờ tiếp theo, nhóm này nè, brom với CH3, 2 CH3, thằng nào lớn hơn, thằng nào nhỏ hơn? Brom với CH5, thằng nào lớn hơn, thằng nào nhỏ hơn? À, brom lớn hơn, đúng không? Các bạn có thể so sánh theo khối lượng phân tử nha. Rồi, nhỏ hơn. Được chưa? Rồi bây giờ mình sẽ xét như thế nào nào? Cũng tương tự giống như trường hợp hồi nãy. Ha. Mặt phẳng nối đôi CC làm bờ. Về cùng một phía của mặt phẳng nối đôi. Có nghĩa là cùng phía trên hoặc cùng phía dưới. À. Nếu nhóm thế cùng kích thước thì là Z, còn nếu khác thì là E. Vậy trong trường hợp này là Z hay E em? Z đúng rồi, và trường hợp còn lại là E. À, vậy nếu trong trường hợp của em từ hệ danh pháp là Sipchan nè, em có thể đổi qua danh pháp là EZ được không? Ở những trường hợp này cô không gọi là Sip mà cô gọi là Z được không? Được không? Thay vì gọi xích can tôi gọi EZ luôn được không? Được. Nhưng bây giờ ngược lại, trường hợp này cô không gọi là Z mà cô gọi là xích được không? Không. Không, được chưa? Có nghĩa là cái hệ danh pháp EZ này nó là trường hợp mở rộng ra của thằng xích can. Và nó có thể thay thế cho tên gọi xích can nhưng không ngược lại được nha. Xích can không thể thay thế thằng EZ này được. Được chưa nào? Vậy bạn hiểu về cái đồng phân hình học này chưa? Cô nhắc lại nha. Đồng phân hình học của mình điều kiện để có đồng phân hình học là thứ nhất là có nối đôi, thứ hai là có vòng kín. Phải đủ đầy đủ cả số. Thứ nhất là có nối đôi hoặc vòng kín, và thứ hai là carbon của nối đôi hoặc vòng kín phải gắn với hai nhóm thế khác nhau. Đó là hai điều kiện nha. Rồi hệ danh pháp của nó là mình có hai hệ danh pháp, thứ nhất là Sipchan, thứ hai là EZ. Thì khi mình gọi theo danh pháp Sipchan thì nó hai carbon của nối đôi này nè, ít nhất nó phải gắn với một cặp nhóm thế giống nhau hoặc là hai cặp đều giống nhau. À, nãy giờ đã phân tích rồi ha. Thì về cùng mặt phía của mặt phẳng nối đôi CC, nếu hai nhóm thế giống nhau thì là sip, còn khác nhau là trans. Cái hệ danh pháp thứ hai là hệ danh pháp EZ. EZ là trường hợp mở rộng của sip trans. Có nghĩa là lúc khi nói đến EZ là mình đang so sánh về độ lớn. À. Thì về cùng một phía của mặt phẳng nối đôi, nếu nhóm thế cùng kích thước thì là đồng phân Z, còn nếu khác thì là E. Vậy bây giờ làm sao để mình biết được nhóm nào lớn hơn, nhóm nào bé hơn để mình xác định độ lớn cho nó chính xác? Thì mình sẽ có cái quy tắc xác định độ lớn, người ta gọi là quy tắc Kahn-Ingold-Prelog. Rồi đây, nãy giờ nói rồi đúng không? Bốn nhóm thế khác hẳn nhau nha. Cái này cô đã nói hết rồi, các bạn đọc thêm để đọc thêm một vài cái ví dụ này để nắm rõ hơn nha. Rồi, bây giờ mình sẽ có quy tắc xác định này nè. Quy tắc xác định độ lớn nè. Thứ nhất, nguyên tắc có số thứ tự trong mạng hệ thống tuần hoàn càng lớn thì độ lớn của nó càng lớn. Cái này nó gần giống như là việc các bạn so sánh về khối lượng như nãy cô nói đó. Ha. Đây nè, thằng CH3 với thằng H này bạn thấy là CH3 chắc chắn nó lớn hơn H đúng không? Rồi brom nè, brom khối lượng của nó lớn hơn cái hai cái tổng cái thằng này cộng lại nên là nó lớn hơn. Đó là mình so sánh giống như mình so sánh về khối lượng. Được chưa? Rồi đây một dãy này, nếu các bạn không nhớ thì các bạn có cái dãy này nè. Áp dụng vô để so sánh. Thế nào? Đó là quy tắc đầu tiên. Thứ hai. Ví dụ như cô có cái trường hợp này. Một thằng gạch đây cái C
có đôi C, đúng không? CH mới đủ giá trị của nó, đúng không? Còn mình cứ ví dụ như đây. Mưa, các bạn có nghe rõ cô nói không? Ok ha. Nói thì nhắc cô nha, tại vì ở đây nó đang mưa lớn lắm. Rồi C nối đôi C. Được chưa? Thay vì viết C nối đôi C như vậy, bây giờ cô sẽ viết nào. T nè, gạch một thằng C. Ha, gạch thêm một thằng C nữa xuống đây. C. Thế nào? Thằng này nó phải có một cái thằng ra đây chuyển ra đây của nó nữa mới đủ hóa trị nha. 1, 2, 3. Ok, cho thằng H nó vô nó luôn đi ha. Rồi bây giờ trường hợp bên này cũng vậy nè. C đặt xuống đây. C bấm thằng hydro để cho các bạn dễ nhìn nha. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là một nối đôi này nè, mình hiểu rằng một nối đôi này nè, khi mà mình so sánh về độ lớn, nó được tính bằng hai nối đơn, đúng không? C nè, nối đôi C, có nghĩa là cái thằng C này, thằng C này nè, thằng C đầu tiên này nè, nó được gắn với hai thằng C. Và tương tự như vậy, cái thằng C thứ hai này cũng được gắn với hai thằng C. Đó là cái quy tắc thứ hai trong cái phép xác định độ lớn của mình. Nè, một nối đôi thì bằng hai nối đơn, những cái đôi, cái ba thì bằng hai ba lần liên kết của nó. Yeah. Đây ví dụ như này, C nối đôi C, ha, lại cô có ví dụ rồi đó, được chưa? Vậy là C này nè, nối đôi với C này, có nghĩa là C này nó sẽ gắn với hai C. Thay vì cô biết là C nối đôi C, thì cô biết là C gắn một C đây, gắn thêm một C ở đây. Để làm gì? Để khi mà em so sánh độ lớn, em tính cái tổng nó lại cho nó chính xác. Được chưa nào? Tương tự như vậy, hay là C nối đôi O cũng vậy nè. C nối đôi O có phải là C gắn với O, gắn thêm hai lần O đúng không? Thằng C này nè sẽ gắn hai lần O, hoặc thằng O này lại gắn hai lần C. Được chưa? Các bạn lưu ý ha. Liên kết đôi ba thì là nguyên tử đó liên kết hai ba lần với nguyên tử khác, nguyên tử kế bên nó. Đó là cái quy tắc xác định độ lớn của mình ha. Nắm cái quy tắc này để mình xác định độ lớn khi mà mình xét cái danh pháp của nó nha. Trong cái phần này, còn trong cái phần đồng phân quang học mình cũng sẽ gặp lại nó nữa nha. Rồi còn trong trường hợp này là hợp chất hệ liên hợp của mình thì nó có đồng phân hình học. Đây hệ liên hợp là đơn đôi xen kẽ nhau. Bây giờ mình sẽ xét tương tự giống như trường hợp không phải hệ liên hợp thôi. Bây giờ xét cái hệ này ha, CC nè. Em nhìn thấy nè, C nè. Cái nhóm này với nhóm này lớn hay nhỏ? Nhóm này lớn hay nhỏ? So sánh hai nhóm này với nhau, lớn. Nhóm nào lớn, nhóm nào nhỏ? Nhóm dân lớn hơn không? C6H5 lớn, thằng dưới nhỏ đúng không? Bây giờ ở đây carbon này mình sẽ nhóm ở đây là hydro nè. Này là nguyên cái cục này luôn. Được không? Vậy là trên này nhỏ, dưới này lớn ha. Ở đây có một cặp nhóm thế giống nhau nên mình có thể sử dụng hệ danh pháp xích can cũng được. Tương tự như vậy cho các trường hợp khác ha. Các bạn đọc thêm cái này nha. Vậy là hệ liên hợp của mình là có đồng phân hình học nha. Liên hợp có nghĩa là C tiếp cách với C đó. Liên hợp là C nè, nối đôi nè, xong rồi C nè, xong nối đơn C nè, xong rồi nối đôi C thì gọi là hệ liên hợp. Nhưng mà cái trường hợp này nó khác nha. C nối đôi C, nối đôi C, nối đôi kế bên nhau thì nó không có đồng phân hình học nha. Rồi, hợp chất vòng này như nãy cô nói rồi ha. Carbon trong vòng của mình đó, nó miễn là trong một cái vòng này nó có thể là kế bên nhau nha, hoặc là cách xa nhau trong cái vòng của mình. Thì cái vòng của mình làm mặt bờ nè, cùng về một phía nè, giống nhau là xít đúng không, khác nhau thì là trans ha. Tương tự như vậy trong trường hợp này. Rồi các bạn làm cho con cái bài tập xít đồng phân thứ E này nè.
Nào bạn nào làm cho con câu này nào. Kiều My nào. Dạ thưa cô, cái thứ nhất là đồng phân E, cái thứ hai là đồng phân Z, còn cái là thứ ba là cái... xíu được không? Dạ thưa cô, cái đầu tiên là đồng phân E, cái thứ hai là Z, cái thứ ba với thứ tư là E cô. Cái đầu tiên là gì? Dạ Z. Lộn, dạ E. E. Này. Dạ cái thứ hai là Z. Z. Cái thứ ba với cái thứ tư là E. E, Z, E, E đúng không? Rồi xác định độ lớn nào. Nhóm này là gì? Lớn hay nhỏ? Thưa cô, CH3 là nhóm thể lớn. Lớn, nhỏ đúng không? Clo với brom. Dạ clo với brom thì brom lớn hơn ạ? Nhỏ lớn gọi là E, được chưa? Cái này. Dạ CH3, CH2 lớn hơn H. Rồi lớn nhỏ này. Lớn nhỏ luôn con. Lớn nhỏ luôn, vậy là Z đúng không? Cái này dạ. Dùng chan được, dùng shift được không? Dạ, dạ không con. Đúng không? Là CH3 dùng shift được không? Dạ không. Dạ được. Không được. Được có xong được. Em thấy nó có một cặp giống nhau chưa? CH5 nè. Thằng này CH5, thằng này cũng là CH5 bị giống nhau chưa? Dạ giống. Cái này là Z hoặc là shift cũng được nha. Dạ. Rồi tiếp theo trường hợp này. Nhóm này. Dạ lớn. Lớn, nhóm bên dưới. Dạ lớn luôn. Là cái này là lớn đúng không? Cái này nhỏ đúng không? Dạ. Rồi brom với CH5 cái nào lớn hơn? Dạ CH5 lớn hơn. CH5 lớn hơn brom á? À? À, lộn có brom. Brom lớn hơn, được chưa? Rồi, ok. Vậy là lớn, nhỏ, lớn. E đúng không? Rồi, thằng này. Dạ lớn. Lớn, nhỏ, thằng này. Dạ lớn. Lớn, nhỏ, ok. Rồi, ha. Đó là cái đồng phân đầu tiên của mình, ha. Đồng phân hình học. Thế nào? Thì các bạn để xác định cho dễ, các bạn không bị nhầm á. Các bạn cứ khoanh nó vô. Thì các bạn ký hiệu lớn, nhỏ vô đó cho cô. Rồi, cái đồng phân thứ hai là đồng phân cấu dạng thì các bạn đọc thêm cho cô cái phần này nha. Mình sẽ qua cái đồng phân thứ ba là đồng phân quang học. Điều kiện để có đồng phân quang học là gì? Thứ nhất là thường xuất hiện trong trường hợp có carbon bất đối xứng. Carbon bất đối xứng là carbon gắn với 4 nhóm thế khác nhau thì được gọi là carbon bất đối xứng. Ví dụ hợp chất này. Đây. Bây giờ trong hợp chất này em xác định cho cô có carbon bất đối xứng hay không? Carbon bất đối xứng là carbon gắn với 4 nhóm thế khác nhau. Có hay không? Không. Không hả?
Có, số mấy? Đếm từ trái qua đi, đếm từ trái qua là carbon số mấy? À, số 2 với số 3. Ok. Rồi đây. Từ mình bắt đầu xứng người ta hay đánh cái hiệu cái dấu sao ở đây nè. Được chưa? Rồi. Vậy là hợp chất này của mình có hai carbon bắt đầu xứng. Em nhìn nào, em nhìn xung quanh carbon số 2 nè. Em phân tích nó để biết được nó có bốn nhóm thế khác nhau nè. Nhóm số 1 là thằng nào, đọc cho cô nào. CH3. Số 1 là nào? Nào nào đọc cho cô nào, xung quanh thằng carbon số 2 nè. Số 1 là cái nào? CH3. Thứ 2. NH2. Thứ 3. CH. Thứ 3 là thằng nào? Hydro nè. Đúng chưa? Và thứ 4 là nguyên cái cục bên đây nè. Nguyên cục này nè. Gắn cho nó là thứ 4. Vậy là 4 nhân thế khác nhau chưa? Tương tự như vậy cho carbon này. Số 1 là thằng nào? OH. À, OH thứ 2. CH3. Thứ 3. Hydro. Hydro số 4. Nguyên cái cụm bên trái. À, đúng rồi, nguyên cụm bên trái. Vậy là khác nhau. Được chưa? Vậy là có đồng phân hình học, à số đó có đồng phân quang học ha. Vậy là để biết được hợp chất của mình có đồng phân quang học hay không thì mình xác định xem nó có carbon bất đối xứng hay không. Nhắc lại nha, carbon bất đối xứng là carbon mà gắn với bốn nhóm thế khác nhau. Nếu trong hợp chất của em có N carbon bất đối xứng mà nó không tương đương thì mình sẽ có hai mũ N đồng phân quang học. Hai mũ N đồng phân quang học. Và nếu trong trường hợp mà có carbon bất đối xứng tương đương á, chút xíu mình sẽ nói tương đương là gì và không tương đương là gì ha. Carbon bất đối xứng tương đương thì mình sẽ có hai mũ N trừ một đồng phân quang học. Vậy là trường hợp này của mình có bao nhiêu đồng phân quang học? Tương đương á, có nghĩa là nếu mà em cắt đôi công thức này ra ha. Em cắt đôi công thức này ra, chia đôi nữa nè. Em thấy nửa bên trái và nửa bên phải y chang nhau, không khác nhau tí xíu nào hết thì nó được gọi là tương đương. Và trường hợp này có tương đương không? Có không? Không. Vậy là có bao nhiêu đồng phân quang học? Có bao nhiêu đồng phân quang học em? À đúng rồi, có 4 đồng phân quang học nè, 2 mũ N nè, N là 2, vậy là 2 mũ 4 nha. Còn trong trường hợp mà carbon bất đối xứng tương đương á, thì thường là có 2 carbon bất đối xứng á, mà khi em chia đôi công thức đó nè, nửa bên trái, nửa bên phải giống nhau, thì được gọi là tương đương. Thì lúc đó nó sẽ có 2 mũ N trừ 1 đồng phân quang học. Ha. Ở đây mình nói là thường xuất hiện trong trường hợp là có carbon bất đối xứng. Còn nếu trường có trường hợp thứ hai, đây nè, carbon bất đối xứng nè, được không? Đây. Ngoài ra có trường hợp mình ít gặp nữa, nó là cái dạng đồng phân alen. Giống như nãy cô nói đó, khi mà em cái hợp hệ liên hợp của mình đúng không? C nối đôi C nối đơn C. Nó lại thành C nối đôi. Nối đôi C nối đơn C nối đôi C. Đấy này là hệ liên hợp. Đúng không? Tiếp tục thêm nữa nè. Rồi C nè thì là có đồng phân hình học. Nhưng mà trường hợp alen, đồng phân alen nè, 1, 2, C, cái này được gọi là đồng phân alen, thì nó không có đồng phân hình học ha. Mà mặc dù nó không có carbon bất đối xứng, nhưng mà trong phân tử nó phân bố bất đối xứng ở trong không gian, do đó nó cũng sẽ có đồng phân quang học. Hay là cái dạng đồng phân cảnh quay, dạng biphenol này nè, là hai cái trường hợp mình ít gặp ha. Tuy nhiên để giới thiệu cho mình biết, để mình có gặp thì mình biết được rằng nó là có đồng phân quang học chứ không phải là đồng phân hình học. Rồi nãy nói rồi ha, nếu phân tử có N đồng carbon bất đối xứng thì có hai mũ N đồng phân quang học,
Còn nếu mà hai carbon bất đối xứng đó mà tương đương thì nó chỉ có hai mũi n trừ một đây. Trường hợp này nè, em cắt đôi công thức này ra em thấy nè, nửa trên với nửa dưới, nửa trên với nửa dưới là y chang nhau ha. Do đó là nó là tương đương nên mình chỉ có ba đồng phân quang học thôi chứ không phải là có bốn. Rồi về cái danh pháp của hệ đồng phân quang học thì mình có hai hệ danh pháp, một là DL và hai là RS. Đối với hệ danh pháp DL nè, là đồng vật cái hệ danh pháp tương đối, cấu hình tương đối thôi, nó mô tả tương đối của cái hệ của mà cái sắp xếp của mình ở trong không gian. Nó người ta ít sử dụng ha, và nó thường phải so sánh với một chất chuẩn. Thì đối trong cái phần công thức không gian của mình nó sẽ có hai cái biểu diễn, một là biểu diễn theo dạng công thức Fisher nè. Fisher là biểu diễn những cái dạng đường thẳng như vậy anh em, gọi là công thức chiếu Fisher. Và thứ hai là biểu diễn theo công thức tứ diện hay là công thức không gian. Nên là chút xíu vậy. Rồi. Thì trong công thức chiếu Fisher nè, trong công thức chiếu Fisher nha, tất cả những cái nhóm của mình nằm trên trục thẳng đứng này nè thì là gần mắt người quan sát nhất, còn nằm trên trục nằm ngang là xa mắt người quan sát. Còn trong công thức chiếu không gian nè, các bạn hình dung trong công thức không gian của mình ha, các bạn lấy cái mặt phẳng bảng, lấy cái máy tính của bạn ấy, cái màn hình máy tính của bạn làm bờ nha, thì những cái gì mà nó nằm trước máy tính, trước cái màn hình của mình, các bạn hình dung trước bạn, bạn để cái tờ giấy trước màn hình của bạn, trước màn hình máy tính, có phải cái khoảng cách từ cái tờ giấy đến máy tính của mình là đến mặt mình là nó gần nhất đúng không, mắt mình gần mắt mình quan sát nhất, thì những cái điểm tất cả những cái đó nó nằm trên đường nét đậm này nè, nét đậm này nè, nó ký hiệu á là trước mặt phẳng bảng, có nghĩa là nó gần mắt mình nhất. Thứ hai là có những cái điểm mà nó nằm ở trên cái mặt phẳng này nè, mình nhìn thấy trên mặt phẳng này nè, thì người ta ký hiệu nó bằng cái đường nét mảnh này nè, là nằm trên mặt phẳng bảng. Và thứ ba là có những cái điểm nó nằm ở đằng sau ha, nó nằm đằng sau, nó nằm sau cái máy tính của em á, thì nó ký hiệu bằng đường nét đứt, có nghĩa là ở gần mắt hay xa mắt. Sau mắt. Xa mắt mình nhất ha, đó là cái quy ước của người ta, được chưa? Phải nhắc lại nha, đối với công thức chiếu Fisher nè, Fisher là người ta ký hiệu bài hay ký vẽ bằng những dấu cộng như vậy nè ha, trên trục thẳng đứng, những nhóm thế nằm trên trục thẳng đứng này nè là gần mắt mình nhất nè, còn những nhóm thế nằm trên trục nằm ngang là ở xa mắt. Còn trong công thức không gian, trên đường nét đậm là gần mắt mình, còn ở trên đường nét đứt là ở xa mắt ha. Cái hệ danh pháp DL là hệ danh pháp tương đối, nó cần phải so sánh với một chất chuẩn ha. Thì người ta quy ước nè, nếu mà carbon bất đối xứng của mình này đúng không, carbon bất đối xứng này gắn với nguyên tố dị tố như là oxy, nitơ, lưu huỳnh hay là các halogen á, mà nó nằm ở phía bên tay phải công thức chiếu Fisher thì nó là đồng phân D, nó đồng phân quay phải đó ha. Còn ngược lại nếu nó nằm ở phía bên tay trái của công thức chiếu Fisher thì nó là đồng phân L. Yeah. Trong cái công thức chiếu Fisher của mình ha, nếu carbon bất đối xứng mà gắn với nguyên tố dị tố nằm bên tay phải thì là đồng phân D, và đồng bên tay trái thì là đồng phân L. Do đó nó không biểu diễn được hết toàn bộ cái sự sắp xếp phân bố của các phân tử ở trong không gian, mà người ta ít sử dụng cái hệ danh pháp đó, và người ta sẽ có cái hệ danh pháp thứ hai đó là RS. Thì đối với công thức cái danh pháp thứ hai RS nào, cái danh pháp thứ hai RS thì các bạn lưu ý một chút xíu. Bây giờ cô ví dụ trường hợp đầu tiên ha.
2 xem. Mình đổi cái vị trí thêm một chút xíu nha. Là thằng OH ở đây. CH2. Chút xíu mình đỡ bị lộn ha. Rồi tương tự như vậy cho thằng OH qua đây. CH2 CH3. Rồi cái này mình quay một chút xíu nè. Thứ nhất nào. Cái hệ danh pháp LS là cái hệ danh pháp cấu hình tuyệt đối, nó biểu diễn được đầy đủ các sự phân bố của các nhóm chức nhóm thế của mình ở trong không gian, trong cái hợp chất này của mình ha. Thì đối với trường hợp thứ nhất là công thức tứ diện hay là công thức chiếu không gian này nào, thì cái bước 1 của em khi em xác định hệ danh pháp ha, bước 1 là mình xác định độ lớn của các nhóm thế. Bước thứ hai là em tìm cái nhóm nhỏ nhất cho cô, xem nhóm nhỏ nhất nằm ở đâu. Lúc nào mình cái nhóm nhỏ nhất nó cũng phải đặt ở xa mắt mình nhất. Có nghĩa là trong công thức không gian này nhóm nhỏ nhất nó sẽ phải nằm ở đâu? Xa mắt mình nhất là nằm trên đường nào? Nét đứt. Đúng rồi, nằm trên đường nét đứt là xa mắt mình nhất. Thì khi mà em thấy nhóm nhỏ nhất, em đặt nhóm nhỏ nhất ở xa mắt mình nhất, thì nguyên tắc gọi của mình nào? Đi từ nhóm thế lớn qua nhóm thế nhỏ nếu cùng chiều kim đồng hồ là R, và ngược chiều kim đồng hồ là S. Cùng chiều kim đồng hồ là quay trái hay quay phải á? Trái phải. Phải trái. Phải á. Là cùng chiều kim đồng hồ á. Được chưa? Nhóm nhỏ nhất là mở xa mắt mình nhất. Đi từ nhóm thế lớn qua nhóm thế nhỏ cùng chiều kim đồng hồ thì là R, mà ngược là S. Vậy bây giờ trong trường hợp này, đầu tiên em xác định độ lớn cho cô nè. 1, 2, 3, 4, 5 thế xung quanh cả 3 mắt đối xứng này đúng không? Khi xác định độ lớn thì mình sẽ xét từng cái cấp độ 1 nha. Bây giờ mà em nếu mà em chưa quen em viết 4 nhóm thế nè. Đầu tiên là CH3 đúng không? Thứ hai là gì? OH nè. Thứ ba là gì? C2H5 đúng không? Và cuối cùng là gì? Hydro. Đó. Bây giờ cấp độ đầu tiên nha, ở đây mình xét từng cấp độ cho các bạn chưa quen thì các bạn nhìn từng cấp độ nào. Cấp độ đầu tiên là nhìn cái thằng đầu tiên liên kết với carbon bắt đầu xứng á, thì rồi mình gọi là cấp độ đầu tiên ha, là cái thằng đầu tiên gắn với thằng carbon bắt đầu xứng. Đây là CH3 gắn vào carbon nè, thằng này gắn bằng oxy nè, thằng này gắn bằng C nè, hydro. Vậy thằng nào lớn nhất? C2H5. C2H5 lớn nhất hay là OH lớn nhất? Bây giờ mình đang xét độ đầu tiên là cái thằng đầu tiên gắn vô. Đây, thằng đầu tiên gắn vô của nhóm CH3 là carbon đúng không? Thằng này là carbon nè, oxy nè, C này, H nè. Vậy thằng nào lớn? O với C thằng nào lớn hơn? Vậy là O lớn hơn đúng không? Rồi, ok chưa? Hồi nãy mình có quy tắc xác định độ lớn rồi, xem lại quy tắc xác định độ lớn hồi nãy nha. Vậy là mình sẽ có O lớn hơn, vậy là nhóm OH này là số mấy? Số 1 đúng chưa? Rồi, tiếp đến là thằng nào? Thằng nào số 2? Cái này nó cũng gần giống như cái việc so sánh độ lớn giống hồi nãy. Đúng rồi, C2H5 số 2 đúng không? Vì thằng này nó là C này gắn với H mà C này gắn với C, vậy là hiển nhiên là C lớn 2H5 lớn hơn. Rồi thằng này là số 3, còn hydro là số 4, không nói tới rồi đúng không? Rồi, cái bước đầu tiên xác định độ lớn là xong. Bước thứ hai, xem cái nhóm nhỏ nhất nằm ở đâu, nằm xa mắt mình chưa? Xa mắt chưa? Rồi, ok, xa mắt rồi ha. Xa mắt rồi thì mình đi theo đúng nguyên tắc của mình thôi. Bây giờ em xoay cho cô. Đi từ nhóm thế lớn qua nhóm thế nhỏ, có nghĩa là 1 qua 2 rồi qua 3, đúng chưa?
một nè, qua hai, rồi qua ba. Được chưa? Cùng hay ngược đây? Thế cùng chiều hay ngược chiều kia đồng hồ? Cầm bút xoay đây, cầm tay xoay, cầm vẽ xoay đi nè. Cùng hay ngược? Ngược vậy đồng phân gì? Ngược là gì? SR rồi S. Được chưa? À. Dễ đúng không? Ở trong trường hợp thứ hai, trường hợp thứ hai là cái nhóm nhỏ nhất của em nó lại nằm ở đâu rồi? Nằm gần mắt hay xa mắt? Ờ, cái trường hợp này nè, gần mắt mình nhất ha. Thì mình không thể gọi tên giống như hồi nãy được nữa. À, nó có hai cách để em làm. Một là em sẽ cố định một nhóm lại và em quay. Em quay làm sao mà để cho cái nhóm nhỏ nhất của mình nó ra được cái này, được không? Quay làm sao mà nhóm nhỏ nhất của mình nó nằm sang cái đường nét đứt này nè, thì lúc đó mình mới gọi tên được. Thế là mình quay làm sao mà để làm sao mà nhìn làm sao mà cho cái nhóm nhỏ nhất nó phải xa mắt mình nhất ha. Thì khi mà quay á thì nhiều bạn cứ quay tứ lung tung, bạn thì quay trái, bạn thì quay phải, thì lúc đó hồi công thức nó sai hết, nên là cô sẽ không có nói các bạn cái cách đó mà các bạn bị rối ha. Cô sẽ chỉ cho các bạn cách thứ hai, nó sẽ dễ hơn, là các bạn gọi tên bình thường cho cô. Có nghĩa là mình cũng xếp độ lớn rồi cũng xoay cùng chiều kim đồng hồ và ngược chiều kim đồng hồ. Sau đó bạn đổi ngược cấu hình cho cô. Bạn hiểu chỗ này không? Bây giờ mình áp dụng một trường hợp này nha. Đây nào. Số 1 của mình vẫn là OH đúng không? Số 2 là CH5 và số 3 là Z3. Bây giờ em coi, em cứ em quay bình thường đi ha. Từ 1 qua 2 qua 3 cùng hay ngược chiều kim đồng hồ đây. 1, 2, 3 cùng hay ngược. Cùng chiều kim đồng hồ là gì? R, đúng không? Tuy nhiên, hero lại nằm ở gần mắt mình nhất. Nằm trên đường nét đậm. Do đó em đổi ngược cấu hình. Vậy là em sẽ phải đổi lại nó thành S. Và cái S này mới là cái cấu hình cuối cùng của mình. Được không nào? Thay vì em phải ngồi em cố định rồi em cầm em quay em tưởng tượng cho không gian em đi vác, em cố định chỗ rồi em vác em xoay 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 nó đi thì nó phức tạp, thì bây giờ em cứ làm bình thường cho cô và sau đó em đổi ngược cấu hình lại thôi, nó sẽ đơn giản hơn rất là nhiều ha. Vậy tóm lại là gì? Trong công thức chiếu không gian, nếu nhóm nhỏ nhất nằm trên đường nét đậm, chỉ nằm trên đường nét đậm này thôi nha, thì mình sẽ sau khi mình gọi tên xong mình sẽ đổi ngược cấu hình. Còn nhóm nhỏ nhất nằm ở các vị trí khác thì không cần. Được chưa nào? Cấu hình một bên này phải không? Rồi ok. Rồi ok ha. Bây giờ cô sẽ nhắc lại về cái cách so sánh cái độ lớn trước. Để so sánh độ lớn, xác định độ lớn cho đúng, giống như cái trường hợp hồi nãy của mình đối với nối đôi đó. Em cũng liệt kê các nhóm thế ra. Đúng không? Đây, cô liệt kê 4 nhóm thế nha. Mình sẽ xét từng cấp độ 1 nha. Cấp độ đầu tiên em nhìn nè, có nghĩa là nhìn cái thằng đầu tiên trước á, thằng đầu tiên mà gắn vô trước á, thằng này là đâu rồi? Carbon, đúng không? Thằng này là oxy. Thằng này là một carbon nha. Cái thằng này cô biết nó ra nó phải là CH2 nối với CH3 nha. Rồi đây, carbon, hydro. Được chưa? Em liệt kê 4 nhóm thế ra. Ok chưa? Bây giờ em sẽ xem 4 thằng cấp độ 1 này nè. Carbon, 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 sorry, carbon oxy, carbon hydro. Tìm những thằng nào lớn nhất cho cô. Chưa nói gì đến hát hết, cái nói ô, cái thằng đầu tiên trước cho cô là ô lớn nhất đúng không? Được chưa? Được ô lớn nhất chưa Nhân? Được rồi đúng chưa? Rồi, thằng nào bé nhất? Khi em biết ra là em tìm được thằng lớn nhất và thằng bé nhất rồi. Thằng nào bé nhất? Hydro. À, muốn biết vì sao lớn hay sao bé thì nãy mình có cái quy tắc xác định độ lớn Ken Ingram Redox đó. Theo thứ tự bằng mở hệ thống tuần hoàn ha. Hay nói khác là theo cái thằng khối lượng mol nguyên tử của nó đó, em cứ dựa đến khối lượng thằng nào bự hơn thì thằng nó
nó nặng hơn, lớn hơn đúng không? Carbon có 12 mà oxy 16 thì hiển nhiên oxy nó nặng hơn rồi. Vậy là oxy có nhóm OH là số 1, hydro là số 4. Ok chưa? Bây giờ còn hai thằng nha. CH3 và CH2CH3. Em nhìn thằng C này nha. Phân tích kỹ cho các bạn nhìn nào. C này nó gắn với 3H đúng không? C này nè, nó gắn với C và gắn với 2H. Vậy là cái C này nó phải lớn hơn cái H chưa? Được không? Ok ha. Vậy là hiển nhiên cái số C2H5 này nó lớn hơn thằng CH3. Đó là mình phân tích, nhưng mà thời gian mình gom về cái độ lớn là mình đã thấy nó như vậy rồi ha. À, gom về độ lớn là mình nhìn vô là mình thấy được liền rồi. Vậy là ok, cái số này nhỏ hơn rồi, là thằng này số 2, thằng này số 3 chưa? Được chưa nhân? Độ lớn ok rồi ha. Bây giờ bắt đầu đến cái bước quay này, bước quan trọng nào. Cái nguyên tắc của mình là em tìm cái nhóm nhỏ nhất và sau đó đặt cái nhóm nhỏ nhất ở xa mắt mình nhất. Có nghĩa là ở đây trong công thức không gian này, mình nhìn xem cái nhóm nhỏ nhất có nằm ở trên đường nét đứt hay không. Nó nằm trên đường nét đứt rồi thì mình gọi theo đúng nguyên tắc của mình thôi. Đi từ nhóm thế lớn qua nhóm thế nhỏ. Em nhớ cho cô là đi từ lớn qua nhỏ nha. Không có nhảy cụp trộn nha. Có nghĩa là nó sẽ phải là từ 1 nè, 1 xuống 2 rồi mới xuống 3, chứ không thể là 1, 3, 2. Xoay làm sao như là 1, 2, 3 cho cô ha. Vậy đây, 1 đây, 2 đây, 3 đây, được chưa? Em thấy em quay này, em cầm quay này. 1, 2, 3. Cùng hay ngược chiều kim đồng hồ? Ngược chiều kim đồng hồ ha. Kim đồng hồ như thế nào, nhìn cái đồng hồ nha. Thường cùng chiều kim đồng hồ là, thường nó xoay phải là cùng chiều kim đồng hồ đó. Vậy đây là nó này nè. 1, 2, 3. Ngược chiều kim đồng hồ. Vậy ngược chiều kim đồng hồ là gì? Là gì nhân? S. Ok chưa? Vậy được cái phần này chưa? Rồi bây giờ sang trường hợp thứ hai. Hồi nãy con nói là em làm sao em quay để em đặt cái hát này xa mắt mình nhất, thì như vậy thì em sẽ bị rối ha. Vậy con sẽ chỉ cho mình một cái cách thứ hai là mình sẽ đơn giản hơn, là em cứ quay bình thường, sau đó em đổi ngược cấu hình lại. Đúng chưa? Về độ lớn mình không nói tới nữa nha. Bây giờ em cầm em quay nè. 1 nè, 2 nè, 3 nè, đúng chưa? Quay đi. 1, 2, 3. Cùng hay ngược? Cùng. C2H5 đổi vị trí với H. Đây, bây giờ cô để H, C2H5 ở đây đúng không? Ok, ok. Chút xíu mình sẽ nói trường hợp đó đi. Để bây giờ để đây để nói nốt cái cấu hình này cho bạn nhân này luôn nữa nào. Đây là cùng. Cùng là R. Nhưng mà cái hero của em nó lại nằm trên đường nét đậm, nó lại nằm gần mắt mình nhất. Đúng không? Nó phải nằm xa mắt mình. Nên do đó em phải đổi ngược cấu hình lại là S. Rõ chỗ này chưa? Vậy là đối với công thức không gian, nếu hero nằm trên đường nét đậm hay là nhóm nhỏ nhất, không có hero trong này, trường hợp này là hero nhưng mà trường hợp khác là nhóm khác ha. Nếu nhóm nhỏ nhất nằm trên đường nét đậm thì sau khi gọi tên xong em đổi ngược cấu hình lại cho cô. Có nghĩa là R thành S và S thành R. Do đó cái việc xác định độ lớn của các nhóm thế này rất quan trọng nha em. Xác định đúng độ lớn em xoay mới đúng nha. Ok chưa? Được chưa bạn nhân? Rồi, được rồi đúng không? Bây giờ bạn Phúc nào, bạn Tấn nào. Bạn nói là chỗ này là C2H5 đúng không? Chỗ này là hero. Bạn quay bình thường, bạn bỏ qua thằng hero cho cô. Được không? Thằng hero của bạn là nhỏ nhất rồi. Đúng chưa? Bây giờ em sẽ quay nè. 1, 2, 3. Đúng không? 1, 2, 3. Cái việc xác định nhóm nhỏ nhất là để mình xem thử nó nằm ở đâu mà thôi. Nếu hero nằm trên đường nét mảnh này thì mình giữ nguyên cấu hình. Chỉ duy nhất nằm trên đường nét đậm này thì mình mới đổi ngược cấu hình thôi. Em xoay bình thường nha. Em thấy xoay này nè. Em lấy em xoay bình thường, bỏ qua thằng hero luôn nha. Tấn. Tấn Phúc. Rồi đây nè. Quay nè. 1, 2, 3. Được không? Alo bạn Phúc. Dạ cô, vậy là chỉ riêng H nằm hero nằm ở trên nét đậm trước mặt mình mới là đúng rồi. Đúng gọi rồi. Đúng không cô?
Đúng rồi, chỉ duy nhất nắm nhỏ nhất nằm trên đường nên đợt em mới đổi. Được chưa? Dạ dạ Còn lại có vị trí khác không đổi ha. Rồi các bạn được trường hợp này chưa nào? À, rồi ok. À, trong trường hợp này thì mình chọn cái nào gần mắt. Đối với trường hợp này nó có nhiều cặp ban bất đối xứng á, đối với hệ thanh pháp DL á, thì mình sẽ chọn thằng nào gần mắt mình nhất thôi. Giờ này thằng này nó gần mắt mình nhất thì mình chọn thôi ha. Thì cái cấu hình tương đối nó người ta ít sử dụng, mình chủ yếu là cái thằng cấu hình tuyệt đối này nè. Vậy là cái công thức không gian các bạn được chưa nào? Nhắc lại nha. Nên là xác định là trong công thức không gian là nhóm nhỏ nhất lúc nào cũng phải nằm xa mắt người quan sát nhất, cũng là nằm trên đường nét đứt á. Từ A qua B qua C, có nghĩa là từ nhóm lớn qua nhóm nhỏ cùng chiều kim đồng hồ là R bằng ngược chiều kim đồng hồ là S ha. À, nếu nhóm nhỏ nhất nằm trên đường nét đập thì mình đổi ngược cấu hình, còn lại những vị trí khác thì không, được không? Rồi bây giờ mình sẽ giải lao chút xíu, mình sẽ qua tiếp công thức Fisher. Trong thời gian giải lao lại có một chút xíu bài tập nho nhỏ để mình làm, chút xíu mình vô mình sửa nha. Hồi nãy mình có đi về cái carbon bất đối xứng nhưng mình chưa có làm bài tập về carbon bất đối xứng đúng không nào? Chút xíu nữa tụi em sẽ làm cho cô. Đây, câu số này, câu đang chỉ đây nha, 1, 2 và 3. Thấy chưa? 1, 2 và 3. À, tiếp tục, cái này, 1 và 2. 1 và 2. 1, 2, 3. 1, 2. Được không nào? Chúng tài liệu cô gửi cho các bạn chắc có hết rồi đúng không? Rồi bây giờ mình giải lao chút xíu nha. Cô cặp mâm bất đối xứng. Câu này với câu này đúng không nào? Rồi bạn nào nào? Vì cả ba nó đứt xứng nào. Rồi, xác định cho cô carbon bất đối xứng nào. Carbon bất đối xứng là carbon mà gắn với bốn nhóm thế khác nhau. Đúng không? Vậy thì những cái chỗ mà nối đôi có carbon bất đối xứng không em? Nối đôi nó có gắn với bốn nhóm thế được không? Không, đúng không? Vậy là khi em xét thì em sẽ bỏ những cái nối đôi ra. Bỏ những cái nối đôi đi thôi, chỉ xét những chỗ nối đơn thôi. Xét cấp độ số 1 thấy nó không, nó giống nhau thì mình xét tới cấp độ số 2. Nào, bạn nào?
Là trả lời được câu này nào? Được không? Được câu này các bạn nào làm được không? Không luôn hả? Nào bạn nào đâu? Rồi, Triệu Anh nè. Dạ thưa cô, hình số 1 là có một kẹt bom rất đối xứng. Nằm ở đâu em? Dạ thưa cô, là nằm ở cái chỗ nối giữa vòng bên dây lấy lại cái nhánh bên kia á cô. Chỗ này đúng không? Dạ. À đúng rồi ha. Em tập cho cô bốn nhóm thế xung quanh thằng này nè. Dạ thưa cô, là H. Rồi H. C. Không, nửa nửa nào thôi. Dạ C này, này đúng không? À đúng rồi, nửa dạ. Bên trên nè. Dạ. Nè, đúng chưa? Dạ. Nửa bên dưới nè. Nối đôi nè, khác nhau. Rồi còn lại dạ. Là cái bên kia. Đúng rồi, cùng bên này. Đúng rồi ha. Cái cặp chất này có bao nhiêu đồng phân quang học em? Dạ, thưa cô lại có 2. À đúng rồi. Rồi cô cảm ơn Diệu Anh. Rồi ok, bạn trả lời đúng rồi ha. Đó các bạn phân tích nó ra ha. Hình thứ hai nào. Đây cả bấm cái đối xứng này các bạn đánh dấu sao rồi đây nha. Đây cấp độ số 1 à. Đây nhìn thấy nửa bên trên nửa bên dưới khác nhau hoàn toàn, một thằng đối đơn thằng đối đôi. Rồi ha, này nha. Cái vị trí này không có cả bấm cái đối xứng đâu nha em, bởi vì đây cái CH3 đây cũng là CH3 rồi ha. Rồi hình số 2 nào. Hình số 2 có cả bấm cái đối xứng không? Có không? Bây giờ thứ nhất cái vị trí này có không em? Rồi đâu bạn nào đây? Rồi Diệu Anh nữa hả? Có bạn nào khác không? Rồi Diệu Anh trả lời cho cô câu này luôn đi nào. Dạ cô, là kẹp bom bất đối xứng nó nằm ở ở trên cái vị trí trên đầu của cái vòng benzen đó cô. Đây hả? Dạ ở trên nữa. Đây á hả? Dạ, không cái chỗ cái nối giữa dòng benzen với lại cái nhánh ở trên đó cô. Đây hả? Cái chỗ nó đôi á cô, cái chỗ nó đôi á. Dạ, cái xe đó đó cô. Nó đôi không có, nó đôi không có carbon bất đối xứng được. Dạ. Vấn đề chỗ này xung quanh đây nó chỉ có 3 nhóm thế thôi. Tại vì xung quanh carbon nối đôi là mình chỉ gắn với tối đa là 3 nhóm thế, nên là nó tạo vị trí nối đôi là nó không có bất đối xứng. Nên là khi mà trong khi mà em nhìn một công thức mà bự thôi là bự như vậy nè, em sẽ bỏ qua hết những chỗ nối đôi cho cô. Bởi vì khi đã nối đôi thì nó gắn tối đa chỉ là 3 nhóm ha. Mà mình là bất đối xứng là phải gắn với 4 nhóm thế khác nhau. Đây là khi em loại trừ hết những chỗ nối đôi đi. Rồi. Các bạn nào trả lời được câu này không? Bây giờ mình phân tích nào. Cái vị trí này nè, có bất đối xứng được không? Dạ đúng cô là không. Không đúng không? Bởi vì hai nhóm là CH3, CH3 giống nhau rồi nè. Rồi bây giờ mình sẽ đến vị trí này nè. Vị trí này được không em Diệu Anh? Dạ cô, em nghĩ là không luôn. Tại vì hai cái ở trên nó giống nhau. Đây. Dạ, không? Giống nhau dạ. Đúng đây. Bây giờ cấp độ đầu tiên giống nhau nè. 1, 2 giống nhau đúng không? Dạ. Thì hồi nãy cô nói là cấp độ đầu tiên giống nhau thì em sẽ đến cấp độ thứ hai. Bây giờ cấp độ đầu tiên là C này với CH2, hai thằng đều giống nhau nha. Cấp độ thứ hai là C này gắn với carbon nối đôi, còn C này gắn với carbon nối đơn. Vậy có không? Khác nhau không? Dạ khác. Ừ, đúng chưa? Ha. Đây là hai thằng này giống nhau là cấp độ 1. Nhưng hồi nãy cô nói là mình xét cấp độ 1 không được thì mình xét đến cấp độ số 2. Cấp độ 1 giống nhau mình xét đến cấp độ số 2 này. Cấp độ số 2 thằng carbon này có gắn nối đôi, còn carbon này không có nối đôi, vậy hiển nhiên là hai thằng khác nhau. Đúng chưa? Yeah. Rồi, cái nhóm thứ ba là thằng nào? Cái cục này đúng không? Dạ. Yeah. Và thằng thứ tư là thằng nào? Dạ yes. Ờ đúng rồi, đó. À, vậy là hợp chất này của mình có một carbon bất đối xứng nằm ở vị trí này nữa nha. Dạ. Yeah. Rồi, hình cuối cùng. Hình thứ ba. Hình thứ ba có không Diệu Anh? Trả lời luôn cho các bạn đi. Dạ hình này có mấy. Dạ em mới tìm ra được hai cô. Hai rồi, chỉ cho cô hai nào.
Dạ thưa cô, là cái chỗ OH bên tay phải á cô. Đấy không? Dạ cái C ở đó với lại Rồi cái ok. C ở trên. Đúng rồi. Ha. Hết rồi, đâu nữa mà mình tìm nữa. Ôi, em có nói là thứ nhất là vòng nối đôi em bỏ qua, bởi vì khi cặp mon có chứa nối đôi là nó chỉ gắn tối đa là ba nhóm thế nên mình loại trừ nha. Rồi bây giờ đây phân tích bốn nhóm thế nào Diệu Anh. Dạ thưa cô là oxy, Rồi một là oxy, hydro, hydro là hai, carbon ở dưới với lại cái cục bên kia. đúng rồi, carbon ở dưới gắn OH và cái cục bên này là bốn cái nấm khác nhau đúng không? Rồi Dạ vị trí này phân tích nào. thưa cô là HOH, Rồi H là một, OH là hai. Rồi tiếp theo, CH2 bên tay trái với lại C ở trên. đúng rồi, cái này gắn với cái vòng ở đây và đây C hắn hai với cái gắn với cái oxy ở đây, đây là khác nhau ha. Rồi ok, cảm ơn. Vậy là hợp chất này có hai carbon bất đối xứng là vị trí này nè và vị trí này. Vấn đề nó có sẽ có là bốn đồng phân quang học ha. Rồi về nhà các bạn sẽ làm tiếp những câu còn lại nha. Các bạn cứ phân tích nó ra. Các bạn nhìn trong câu thường là những cái chỗ nối đơn, những cái chỗ liên kết đơn nó sẽ có carbon bất đối xứng. Bởi vì liên kết đơn nó sẽ liên kết với bốn nhóm thế khác nhau. Còn nếu là nối đôi thì nó chỉ tối đa là gắn ba nhóm thế nên khi mình làm mình sẽ loại trừ những chỗ nối đôi ra. Được không? Chứ đừng nhìn thấy nó bự quá như vậy mà nhìn thấy nó sợ ha. Bỏ hai cái nối đôi này đi là mình chỉ cần xét cái chỗ này nữa thôi. Rồi, đây cô nói mình làm câu số 1 và câu số 2. Rồi, đâu rồi? Đâu rồi, đâu rồi? Bạn nào đây? Bạn nào mới mới không ta? Minh Tiến à? Dạ có. Rồi, ok, Minh Tiến trả lời cho cô nè. Dạ Đầu thưa. tiên Đầu tiên là nhóm nhỏ. SR à, em cứ nói cô SR trước hả? Dạ thưa cô, đầu Cấu tiên hình là R. R. Rồi bây giờ phân tích nhóm, bạn xác định cái này là R nha các lớp ha. Bây giờ bạn phân tích nhóm cho cô nào. Số 1 là thằng nào? Thưa cô, số 1 là OH. Rồi, một là OH, các bạn đánh số 1 vô đây. Số 2. Số 2 là CH, CH3 hai lần. Đúng rồi, số 2 là đây, bạn đánh số 2 vô nha. Số 3. Số 3 là CH2, CH3. Rồi, và số 4. Hydro. Số 4 là hydro. Rồi, số 4, nhóm nhỏ nhất nằm ở đâu? Dạ thưa cô, là nhóm nhỏ nhất là nằm ở gần gần nhất. Nằm lên đường nét đập, đúng không? Vậy mình phải làm cái gì? Dạ thưa cô, là phải đổi cấu hình. Rồi, ok, bây giờ em xoay cho cô đi nào. Làm 1, qua 2, 1, 2, 3. 3 là 3 ngược cũng chiều cái đồng hồ. được, cái đồng hồ. Nhưng mà nhóm nhỏ nhất nằm ở đây nên là cấu hình là R đúng Là không? R. Dạ. Ok, đúng rồi ha, bạn xác định đúng rồi ha, cả lớp ha. Các bạn theo dõi kịp không? Bạn xác định thứ tự đúng rồi ha. Rồi câu tiếp theo. Câu tiếp theo Kiều tin là quyền cho các bạn nào lạ lạ không? Bạn nào mà chưa chưa trả lời nè. Rồi bạn Như Ý nè. Dạ cô. Rồi ok, Như Ý trả lời cho cô nè. Bỏ Như Ý đúng không? Rồi, xác định cho cô cấu hình trước. R hay S? Dạ, thưa cô là S. S. R, ok. Rồi, S. Rồi, bây giờ em xác định. Bạn nói là S nha, cả lớp nha. S, rồi bây giờ bạn xác định độ lớn để coi thử bạn nói S đúng hay chưa. Số 1 là thằng nào? Thưa cô, số 1 là OH. Rồi, 2. Số 2 là COOH. Rồi, ok, đúng ha. Số 1 là OH, số 2 là COOH. Số 3. Cô số 3 là H3 CH3. Rồi, CH3 và số 4 là Dạ. hydro, đúng không? Nhóm nhỏ nhất nằm ở đâu? Cô nhóm nhỏ nhất nằm ở cái đường nét đất. Và mình có cần phải làm gì không? Dạ không, không Không cần. rồi, ok. Rồi, xoay nào. 1, 2, 3. Cũng anh ngược. Dạ thưa cô là người. Ngược chiều kim đồng hồ. Vậy là S. Được chưa? Các bạn trong lớp được chưa? Rồi, ok. Cô cảm ơn bạn Như Ý. Rồi, nha. Các bạn khác được không? Xác định độ lớn. Sau đó nhìn xem nhóm nhỏ nhất nằm ở đâu. Ha. Nằm trên đường nét đất
thì ok, nằm trên đường nét đậm, đổi ngược cấu hình. Được không nào? Các bạn về nhà các bạn sẽ làm nốt cho cô ba câu còn lại nha. 1, 2, 3. Đó là trong trường hợp công thức chiếu không gian. Còn trường hợp thứ hai là công thức chiếu Fisher. Công thức chiếu Fisher đây đúng không? Rồi. Hồi nãy cô nói là gì? Mình quy ước là gì? Trong công thức chiếu Fisher, nếu những cái nhóm thế nằm trên đường thẳng đứng, trên cái trục dọc á, được xem là gần mắt mình nhất. À. Còn nếu nhóm thế nằm ở trục nằm ngang là xa mắt mình. Nếu nhóm thế nằm trên trục thẳng đứng hay nói khác là nhóm, quy tắc của mình cũng luôn luôn là cái nhóm nhỏ nhất phải nằm xa mắt mình nhất. À. À có xin lỗi. Nhóm nhỏ nhất nằm ở nhóm nhỏ nằm trên trục thẳng đứng là những cái nhóm thế nằm trên trục thẳng đứng. À, à bị lộn chỗ này ha các bạn ha. Nhóm nằm trên trục thẳng đứng là ở xa mắt mình. Ha. Còn nằm ngang là ở gần mắt mình. Vậy khi mà em gọi tên á, nguyên tắc của mình cũng là những cái nhóm nhỏ nhất phải đặt xa mắt mình nhất. Có nghĩa là nếu nó nằm trên trục thẳng đứng này thì mình giữ nguyên cấu hình. Còn nếu nó nằm trên trục nằm ngang là mình phải đổi ngược cấu hình. Được chưa? Nhóm nguyên tắc gọi tên là nhóm nhỏ nhất luôn luôn đặt xa mắt mình nhất. Thì những người ta quy ước là những cái nhóm nào mà nằm trên trục dọc á là được gọi là coi là xa mắt mình ha. Còn nhóm nào nằm trên trục nằm ngang là gần mắt mình. Bây giờ mình sẽ gọi tên thử nha. Rồi. Bây giờ cái bước của mình là các bước của mình cũng tương tự nè. Đầu tiên là xác định độ lớn. Thứ hai, tìm xem nhóm nhỏ nhất nằm ở đâu. Nếu nằm trên trục thẳng đứng có nghĩa là nó nằm ở xa mắt mình ha. Thì mình gọi tên theo thứ tự từ lớn qua nhỏ. Nếu cùng chiều kim đồng hồ là R, ngược chiều kim đồng hồ là S. Rồi bây giờ mình sẽ bây giờ trong cái trường hợp đầu tiên ha, cái trường hợp đầu tiên này nè, bây giờ bạn thứ nhất bạn xác định độ lớn cho cô trước đã nào. Cái nào lớn nhất? Rồi ok, à đây Kiều Tiên. Rồi Kiều Tiên xác định cho cô nào, cái nào lớn nhất em? Cô lớn nhất là OHC. CHO, trời ơi. Rồi CHO số 1 đúng không? Số 1 là CHO. Số 2? Số 2 là CH2OH. CH2OH. Số 3 là CH3. Rồi. Số 4 là Hydro. Đúng không? Rồi, nhóm nhỏ nhất nằm ở đâu? Nhóm nhỏ nhất nằm ở cái cột thẳng đứng. Ồ, thẳng đứng. Vậy mình có cần đổi ngược cấu hình không? Dạ không. Không. Rồi, bây giờ xoay nào. Xoay đi. R hay S? Nó là S con. 1 qua 2 qua 3 đúng không? 1 qua 2 qua 3 ha. Rồi ok. 1 nè. Qua 2 nè, qua 3 nè. Đó. Vậy là S. Ô cô ơi, trục thẳng là gần hả cô? Thẳng là ở xa mắt mình ha. Nãy cô nói nãy bị lộn một chút xíu ha. Nãy cô có nói các bạn sửa lại rồi đó. Trục thẳng là ở xa mắt mình, còn trục ngang là ở gần mắt mình hơn. Có nghĩa là những cái thằng nào mà nguyên tắc của mình là lúc nào cái nhóm nhỏ nhất em cũng phải đặt ở xa mắt mình nhất. Nhóm nhỏ nhất đặt ở xa mắt mình nhất khi mình gọi tên. Được không? Đó đó là cái hero này nè. Cái nhóm nhỏ mình nè, lúc nào nó cũng nằm trên trục thẳng đứng ha. Nhóm nhỏ nhất nằm trên trục thẳng đứng thì mình giữ nguyên cấu hình. Còn nếu nhóm nhỏ nhất nằm ngang là mình đổi ngược cấu hình. Giống như trường hợp này nè. Nhóm nhỏ nhất nằm ở cái nét đứt thì mình giữ nguyên cấu hình. Còn nếu nhóm nhỏ nhất nằm ở trên cái nét đậm thì mình đổi ngược cấu hình. Được không? Các bạn hiểu vì sao cái nhóm CHO này nó lớn hơn cái CH2OH không?
xác định được độ lớn chỗ này không? Cái ô đầu tiên lớn hơn cái c. Không phải ô đầu tiên đâu em. Cái cấp độ của mình khi mình viết nhóm thế nè, nếu viết bốn nhóm thế ra của mình nè, CH3 nè, các bạn phân tích nè ha, CHO nè, CH2OH nè, hydro. Được không? Vậy đây nè, cấp độ 1 mình xét nè, C, 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 H. Vậy là thằng H là nhỏ nhất đúng không? Bây giờ cấp độ 1, 3 thằng này đều là C hết. Nè. Từ đấy thằng CH3 mình nhìn về khối lượng thì mình biết nó là sẽ nhỏ hơn rồi. Nhưng bây giờ thằng CH2 với CHO là làm sao mà em biết được nào? Cái CHO nếu cái nhóm thế này mình phân tích nó ra có phải là C nè, nối đơn nè, nối đơn với H nè, và nối đôi với O. Đúng không? Nối đơn với H và nối đôi với O. Mà nối đôi á thì là sao? Một nối đôi thì bằng bao nhiêu? Một cái liên kết đôi, một cái liên kết đôi thì bằng hai lần liên kết đơn, đúng không? Đó là gì? Được rồi. Do đó là cái C nối đôi O, CHO này nè, nó sẽ rất là sao? Lớn hơn cái thằng CH2OH. Được không nào? Rồi tương tự như vậy cho trường hợp này. Bạn nào gọi tên cho cô trường hợp này nào? Đọc tên cho cô trường hợp này. Rồi, trọng nhân nào. Đâu mất tiêu rồi. Dạ. Vậy thưa cô là C. CHO là lớn nhất. Rồi, số 1. Sau đó tới C2. CH2OH. Ừ, rồi. CH3 là số 3, còn H là cuối cùng. Rồi. H nằm đâu? Dạ cô là H nằm xa. H nằm ngang, đúng không? Dạ. Bây giờ đối với công thức Fisher mình khỏi xa hay gần. Gần. Đối với công thức Fisher mình khỏi xa hay gần, mà đối với công thức Fisher các bạn cứ quy ước là ngang và dọc cho cô, trên hoặc dưới. Ha, hoặc là trái hoặc phải nha. Khỏi xa gần gì hết. Ha. Rồi. H nằm ngang thì sao? Cô là H nằm ngang thì đổi chiều, đổi tố hình. Ừ, rồi, đọc xoay đi. Dạ cô là cùng ngược chiều kim đồng hồ là S, đổi tố hình là sang thành R. Ờ, à, cái cấu hình cuối cùng của mình đó nha. Lúc nào mình cũng sẽ cái cấu hình cuối cùng của mình. Rồi, ok, cô cảm ơn ha. 1, 2, 3, ngược chiều kim đồng hồ là S, nhưng H nằm ngang đổi thành R. Ha. Đối với trong công thức chiếu Fisher mình để cho khỏi nhầm lẫn, mình hỏi là cái thằng nào gần mắt, thằng nào xa mắt hết, mình chỉ cần quy ước, nhớ quy ước là nhóm nhỏ nhất nằm phía trên hoặc phía dưới trong công thức chiếu Fisher, có nghĩa là nằm trên trục thẳng đứng đó, hỏi phải là gần hay xa, giống như cái trường hợp hồi nãy ha. À, vì nhiều bạn cứ bị lộn là cái trục dọc là gần hay trục ngang là xa, hay trục dọc là xa, trục ngang là gần, thì như vậy mình sẽ bị lộn. Bây giờ mình cứ quy ước trên hoặc dưới ha. Nhóm nhỏ nhất nằm phía trên hoặc phía dưới của công thức chiếu Fisher, hay nói khác là nằm trên cái trục thẳng đứng này nè, thì mình giữ nguyên cấu hình. Còn nếu nhóm nhỏ nhất nằm ngang là mình đổi ngược cấu hình. Được không nào? Phải xa gần gì hết ha. Còn đối với trong công thức không gian, nhóm nhỏ nhất nằm trên đường nét đứt, giữ nguyên cấu hình. Còn nằm trên đường nét đậm, đổi ngược cấu hình. Được không? Cái trường hợp này nè, nếu mà mình xin lỗi, cái trường hợp này nè, nếu mà bạn không đổi ngược cấu hình thì bạn sẽ cố định một cái nhóm lại ha. Ví dụ như mình cố định cái nhóm này nè, bạn cố định cái nhóm này, bạn xoay nó thì như vậy là rất là mất
rất là phức tạp ha. Nhiều khi bạn bị lộn á. Bây giờ ví dụ bạn cố định nhóm này, bạn cầm nhóm này, nhưng bạn hình dung bạn cầm cái cầm ba, bạn giữ nguyên cái tâm á. Sau đó bạn xoay nha, xoay về có phải là hát nó sẽ nhảy qua đây không? Hát nhảy qua đây, đúng không? Rồi CH2 nhảy qua đây, CHO nó nhảy qua đây. Thế nào? Hình dung nó hơi khó ha. Thế thôi mình bỏ qua cái bước xoay đó đi. Mình chỉ nhớ cho cô là nó nằm ngang thì đổi ngược cấu hình, và nằm dọc thì giữ nguyên cấu hình. Rồi thứ tự giảm dần của các nhóm thế nè. Thì nãy mình có phân tích rồi đúng không? Theo cái thứ tự trong mạng hệ thống tuần hoàn, hay là theo cái quy tắc Pavlov của mình á, một nối đôi thì bằng hai lần nối đơn cộng lại nha. Rồi một số cái trường hợp này nãy giờ nói rồi đúng không? Cảm ơn tương đương ha. Rồi bây giờ các bạn sẽ xét cho cô cấu hình cái câu A này. Cô đánh máy, cô để nó ra chữ luôn mất tiêu rồi ha. Câu A này về nhà mình xét lại nha, giống như hồi nãy mình vừa xét rồi đúng không? Bạn xét cho cô câu C với câu E nè. Rồi bạn Thanh Thủy nè. Dạ thưa cô, cái E là E câu C. Dạ, à dạ câu C. Rồi câu C. Dạ là COH là số 1. Một. C6H5 là số 2. Rồi C6H5 là số 2. CH3 là số 3. Rồi. H là số 4. Rồi ok. H nằm đâu? Dạ H nằm ở trục ngang. Trục ngang là ở gần. Đó, bây giờ mình khỏi gần xa gì hết nha. Dạ. Gần xa hồi với hồi lộn nha. Bây giờ mình sẽ xác nằm ngang. Đổi ngược hay không đổi ngược? Dạ đổi cấu hình. Đổi cấu hình rồi ha. Cứ xác định như vậy thôi được chưa? Dạ. Công là gần với xa, hồi nó lại bị lộn hết cả lên. Rồi ok. Đọc đi cấu hình đi em. Dạ là cấu hình là cùng chiều kim đồng hồ là R, vậy đổi cấu hình là thành F. Rồi xoay nào. Nhóm số 1 của em là thằng nào? COH đúng không? Dạ. Số 2 là? Số 2 là C6H5. Rồi số 3 là? CH3. Rồi bây giờ xoay. 1, 2, 3. Dạ. Cũng phải ngược. Ngược kim đồng hồ. Dạ là S. S sẽ đổi thành R. Ừ. Dạ, vậy cấu hình dạ. Của nó là R ha. Khi ta hỏi cấu hình cuối cùng R thôi. Dạ. Nào? Ừ, rồi. Nhắc lại nè, nhóm số 1 là COOH, số 2 là C6H5, số 3 là CH3, số 4 là hydro. Hydro nằm ngang nên là mình đổi ngược cấu hình. Ha. Nằm ngang, cô biết Fisher mình khỏi xa gần gì hết, bạn cứ nhớ cái vị trí là nằm ngang nằm dọc cho cô là được rồi ha. Đổi ngược cấu hình. Vậy là cầm quay nè, 1, 2, 3, được chưa? Là ngược chiều kim đồng hồ, và cấu hình cuối cùng là S, à xin lỗi, cấu hình cuối cùng là R. Trường hợp E, E có mấy cặp bấm bít đối xứng? Dạ hai. Vậy là các bạn phải xác định ở cả hai vị trí luôn nha. CH2HOH. OH CH2. Vị trí này cái nó có đối xứng không em? Nó phải đối xứng không? Chia đôi công thức này ra nửa trên nửa dưới có giống nhau không? Dạ có. Có mà. Không giống nhau được. À ok ok, xin lỗi. Giống nhau ha.
Vậy cái này nó có bao nhiêu đồng phân quang học? Đúng không? Cô viết là đúng chưa? Ô, cô viết ngược rồi phải không? Xin lỗi, cô viết ngược này là nó có. Giống nhau không? Chia lại xem có giống nhau không? Đây nè. Dạ không. Không, đúng không? Vậy nó có bao nhiêu đồng phân quang học? Dạ 4. 4. Trường hợp này có bao nhiêu đồng phân quang học? Ừ, có 3 đúng không? Em chia đôi nó ra nè. Em vặt vặt đôi công thức này ra thấy nửa trên nửa dưới giống nhau không? Nửa trên nửa dưới giống nhau không em? Dạ giống. Giống nhau, vậy là nó có sẽ có 3 đồng phân quang học đúng không? Rồi bây giờ bạn xác định cho cô cấu hình RS của cả của hai vị trí này. Mình đánh số nha. Ở đây là 1 nè, 2 nè, 3, 4. Chưa? Rồi bạn nào xác định được. Xác định được cả hai vị trí luôn nha. Rồi, các bạn làm nữa không nào? Các bạn nào khác không nào? Cái Diệu Anh hoài vậy? Tấn Phúc nào? Mà mất em. Không mà mất được hả? Một s hai s thì số 2, số 3 chứ phải số 1, số 2 ha. Rồi ok, mà không mở mất được thì bạn khác đi. Diệu Anh đi, thôi Diệu Anh trả lời cho cô đi. Dạ cô là xét cái kẹp bon thứ nhất thì O là số 1, OH là số 1. Rồi OH số 1. Nguyên cái cục ở dưới là số 2. Rồi nguyên cục dưới là số 2. Ở trên là số 3. Trên là số 3. Đi từ 1 tới 3 thì 3. Dạ, đi từ 1 tới 3 thì nó cùng chiều kim đồng hồ. Ừ. Cùng chiều kim đồng hồ là R. Ừ. Mà H nằm ở vị trí gần. Ừ. Nên là mình đổi cấu hình lại thành S. S đúng không? 2 S rồi, tiếp theo. Rồi cái ở dưới là OH là 1. Ừ. Nguyên cục ở trên là 2. À, đúng rồi. Ở dưới là 3. Rồi. Mình đi theo chiều là nó cùng chiều kim đồng hồ là R. Ừ. Nhưng mà H nằm ở gần cho đúng nên rồi. Mình đổi cấu hình lại thành S. Rồi ok. Rồi đúng rồi ha. Đây là bạn Tấn Phúc cũng trả lời đúng nhưng mà bạn không có mất ha. Rồi, tạm cho bạn Tấn Phúc một chấm vào đây. Có xài gì không mất được máy bàn hả? Rồi ok, Diệu Anh bạn trả lời đúng rồi nha. Các bạn khác rõ không nào? Ở đây mình có hai vị trí. À rồi ok, rồi sao? À, mình có hai vị trí carbon bất đối xứng là số 2 và số 3 ha.
Bây giờ em nhìn xung quanh carbon số 2, em thấy có bốn nhóm thế nè. Thứ nhất là OH, thứ hai là cái C số 3 mà gắn với C và OH này nè. À, thứ tư là cái nhóm CH2OH ở trên. Và số nói thứ ba là nhóm CH2OH ở trên. Và thứ tư là thằng hydro. Thì OH là số 1, số 2 là cái cục bự này nè, đúng không? Về cục bự của nó nha. Em đừng nhìn thấy nó bự như vậy, hỏi tại sao nó không lớn hơn thằng OH. Bởi vì cái O là cấp độ số 1 nè, ở đây C là cấp độ số 1, nên là O hiển nhiên nó lớn hơn C. Thế nào? Rồi trên này là số 3 ha. Vậy là bạn làm đúng rồi nha. Vậy là 2S, 3S luôn. Đúng không? 3S đúng không? 1, 2, 3. Rồi ok. Rồi, đó là cách xác định đồng phân quang học của mình nha. Các bạn về nhà sẽ làm nốt cho cô những câu còn lại ha. Câu này mình thử xác định lại xem nó có phải là R hay không. Cái này có thể là S hay không ha. Thì cứ nhớ nguyên tắc đối với công thức Fisher, nằm trên trục dọc thì mình giữ nguyên cấu hình, còn nằm trên trục nằm ngang thì mình đổi ngược cấu hình. Trong công thức không gian, nếu nằm trên nhóm nhỏ nhất, nằm trên đường nét đập, đổi ngược cấu hình, còn lại những vị trí khác không đổi ngược, giữ nguyên. Ha. Khỏi gần hay xa gì hết, hồi nó mất mấy câu em bị loạn, nó rối nó lên ha. Đó là cái phần thứ ba trong cái phần đại cương của mình. Mình sẽ qua cái phần thứ tư. Đó là các phản ứng hữu cơ trong cái hóa học của mình, trong hóa hữu cơ của mình ha. Thì trong hóa hữu cơ của mình có 3 loại phản ứng chính. Thứ nhất là phản ứng thế, thứ hai là phản ứng tách và thứ ba là phản ứng cộng. Thì đối với cái chương này thì yêu cầu em là nắm được cái loại phản ứng của mình, xác định được cái cơ chế phản ứng khi trong một cái một cho em một phản ứng bất kỳ, hỏi em nó là loại phản ứng nào, em xác định được ha. Chứ không yêu cầu mình giải thích sâu về cơ chế bước 1 như thế nào, bước 2 như thế nào. À, thì cô sẽ đi cái dạng tổng quát để cho em nắm rõ được cái cách xác định như vậy. Đúng không nào? À, ngoài ra cái giải thích sâu hơn về cơ chế qua từng giai đoạn bước 1 như thế nào, khơi mào và là phát triển mạnh như thế nào thì các bạn sẽ đọc thêm ở cái phần đọc thêm của các bạn ha. Mình có 3 loại phản ứng chính là thế, tấp và cộng. Thứ nhất, dấu hiệu để nhận biết phản ứng nha. Các bạn nhớ mấy cái này để các bạn nhìn vô các bạn thấy được ha. Ba loại phản ứng chính nào. Thứ nhất là phản ứng thế, ký hiệu là chữ S ha. Phản ứng thế của mình thì nó có 3 loại. Thứ nhất là thế gốc tự do SR. Thứ hai là thế ái điện tử SE. Và thứ ba là thế ái nhân. Yeah. SR ha. Thứ hai là thế ái điện tử SE. Nu là electrophil á. Thứ ba là thế ái nhân SN. Thế nào? Nucleophil. Cái phản ứng thứ hai là phản ứng tách loại, ký hiệu là chữ E. Và cái phản ứng thứ ba là phản ứng cộng. Thì dấu hiệu để em nhận biết được đâu là phản ứng thế, em nhìn vô một cái phản ứng trước và sau phản ứng liên kết không thay đổi. Lữ nguyên liên kết đó, trước và sau phản ứng liên kết không thay đổi. Chỉ có là gì? Một hay nhiều nguyên tử của cái hợp chất của mình nó bị thay thế bởi một hay nhiều nguyên tử khác mà thôi. Thì đó là phản ứng thế. Ha. Mình có 3 loại phản ứng thế là thứ nhất là phản ứng thế theo cơ chế gốc tự do thì mình sẽ thường gặp khi mà bạn thế vô halogen ha, xin lỗi, khi bạn ăn halogen hóa ancan hay là thế kim loại vô ankin halogeno. Ha, có ví dụ đây. Thường phản ứng halogen hóa ancan thì hay có điều kiện là ánh sáng đó ha. Rồi, đây là một nguyên tử nó sẽ bị thay thế bởi cái nguyên tử cân lò của mình ha. Đó, bạn thấy rằng trước và sau phản ứng liên kết không thay đổi. Là liên kết đơn, sau phản ứng cũng là liên kết đơn. Hay như phản ứng thế thứ hai là phản ứng thế ái điện tử electrophil. Phản ứng này thì nó đặc trưng cho hợp chất hydrocarbon thơm ha. Rồi, đây vòng thơm. Ví dụ, phản ứng thế vào vòng thơm.
thơm, phản ứng thế vòng thơm xúc tác là bột sắt hoặc là axit lewis. Đây là một nguyên tử hydro ở trong vòng thơm này bị thay thế bởi một thằng brom, liên kết không thay đổi. Hai cái phản ứng thế thứ ba của mình nè, cái loại phản ứng thế thứ ba của mình là thế nucleophil, hay có cái tên gọi khác là thế ái nhân, hay là phản ứng thế thân hạch. Cái này gọi là thế thân điện tử nè, thân hạch nè. Nó sẽ có hai loại, một là nucleophil đơn phân tử, hai là nucleophil lưỡng phân tử. Nucleophil đơn phân tử người ta ký hiệu là SN1 và nucleophil lưỡng phân tử là SN2. Cái phản ứng thế nucleophil này nè, nó đặc trưng cho những cái dẫn xuất halogen hoặc là ancol. Dẫn xuất halogen hoặc ancol. Đối với thế nucleophil đơn phân tử thì nó đặc trưng cho dẫn xuất hoặc là ancol bậc 1. Và có xin lỗi, dẫn xuất hoặc là ancol bậc 3. Dẫn xuất hoặc là ancol bậc 3. Còn đối với thế nucleophil lưỡng phân tử thì nó đặc trưng cho dẫn xuất hoặc là ancol bậc 1. Ví dụ nào. Đây có ví dụ thằng này ha. CH3 3 lần nè. COH. Đây là ancol bậc mấy? Bậc mấy đây em? HCl. Anh có này, anh có bằng máy. OH gắn vào carbon này là carbon bằng máy. Carbon bằng máy. Bằng 3, đúng không? Rồi, ok. Rồi, vậy mình sẽ có gì? CH3 nè. 3 nè. C. Ha. OH sẽ bị thay thế bởi clo. Rồi, sản phẩm phụ của mình là nước. Hay như là phản ứng thế lưỡng phân tử nè, OH đúng không, cộng với HCl. Rồi, đó là phản ứng thế. Thì cái dấu hiệu của mình là liên kết nó không thay đổi, trước và sau phản ứng không đổi. Thế nào, liên kết đơn, vòng thơm, liên kết đơn, không có thay đổi. Ha. Cái phản ứng thứ hai của mình là phản ứng tách loại. Tách loại, thì cái dấu hiệu để em nhận biết đâu là phản ứng tách loại, trước phản ứng của mình có liên kết đơn và sau phản ứng xuất hiện liên kết bội, thì đó là phản ứng tách loại. Thường mình sẽ hay gặp trong phản ứng là tách HX nè, hay là tách nước từ tách HX từ dẫn xuất halogen, hay là tách nước từ ancol để thu được là anken tương ứng ha. Ví dụ nào, CHCl nha. Bây giờ mình sẽ tách loại HX ha. Từ phản ứng tách loại HX thì người ta hay sử dụng cái xúc tác là cao H trong antenol. Cái này thì khi các bạn qua hợp chất hydrocarbon cụ thể, các bạn sẽ gặp lại. Rồi, các bạn còn nhớ quy tắc tách của mình không? Nguyên tắc tách loại là phần mang điện tích âm tách ra cùng với hydrocarbon nào? Nhớ không? Cái này mình có học ở dưới phổ thông rồi nè. Phần mang điện tích âm tách ra cùng với hydrocarbon nào? Bậc thấp hay bậc cao? Không nhớ hả? Để đây cô viết sản phẩm chính đây nè. Tách ra cùng với hydrocarbon bậc thấp hay bậc cao? Bậc thấp hay bậc cao?
phần mang điện tích âm sẽ tách ra cùng với hydro carbon bậc cao hơn được sản phẩm chính ha. Đó là theo nguyên tắc dây xếp của mình. À, nhưng thôi cái phần này thì các bạn khoan hãy đi vào cái đó. Cái đó mình sẽ gặp khi mình đi đô hợp chất hydro carbon cụ thể nha. Còn bây giờ mình sẽ nắm cái cách xác định dạng cơ chế phản ứng thôi đã. Rồi cái phản ứng thứ ba là phản ứng cộng. Cộng của mình thì có hai loại. Thứ nhất là cộng ái điện tử. Và thứ hai là cộng ái nhân. Cộng ái điện tử bạn sẽ gặp trong trường hợp bạn cộng vào nối đôi CC. Và thứ hai là cộng ái nhân bạn sẽ gặp trong trường hợp bạn cộng vào nối đôi CO. Yeah. Cộng vào nối đôi CO ha. Này biết nó rõ cái nối đôi ra xíu. Rồi, ok. Vậy cho dễ nhìn đi. Có ví dụ nào? Cộng hydro chẳng hạn ha, đơn giản là cộng hydro đi. Vì lúc này hydro nó sẽ cộng vào hai đầu của cái nối đôi này. Cộng thì nó còn nối đôi nữa không em? Bữa mình có phân tích một cái ví dụ phản ứng cộng rồi. À, không ha. Hay như trường hợp này. HCHO cộng hydro. Cộng em hiểu rằng là nó sẽ phá vỡ cái liên kết bội của mình ha. Nó tạo thành là CH3OH đúng không? Cái HCHO này mình viết nó ra có phải là nó à, đây thôi. Viết nó ra nè. H nè. C nè. Rồi. H nè. Ô nè. Đó, ha. Nhắc lại ha, phản ứng của mình trong hữu cơ của mình có 3 loại phản ứng chính, một là phản ứng thế, hai là phản ứng tách và ba là phản ứng cộng. Đối với phản ứng thế thì dấu hiệu để mình nhận biết là trước và sau phản ứng liên kết không thay đổi. Mình có 3 loại phản ứng thế. Thứ nhất là thế gốc tự do, ký hiệu là SR. Mình thường hay gặp khi mà thế và ancan halogen hóa ancan hoặc là phản ứng thế kim loại với dẫn xuất ankin halogen nua ha. Thứ hai là thế ái điện tử hay là thế electrophil á, chưa? Hay là các bạn còn nghe cái tên là thân điện tử, thế thân điện tử ký hiệu là SE. Ha. Thường xảy ra ở trong hợp chất hydrocarbon thơm. Phản ứng này là phản ứng đặc trưng của hydrocarbon thơm nào. Rồi thứ ba là phản ứng thế nucleophil hay là thế thân hạch ha, hay là thế ái nhân á, thì thường xảy ra đối với ancol hoặc là dẫn xuất halogen. À, thì đối với ancol hoặc dẫn xuất bậc 3 thì cho phản ứng nucleophil đơn phân tử FN1. Đối với ancol hoặc dẫn xuất bậc 1 thì là phản ứng lưỡng phân tử SN2. Phản ứng thứ hai là phản ứng tách loại, cái dấu hiệu để mình nhận biết là trước và sau phản ứng là trước phản ứng liên kết đơn, sau phản ứng xuất hiện liên kết bội. Cái thứ ba là phản ứng cộng, dấu hiệu của mình là trước là có xuất liên kết bội và sau phản ứng là liên kết đơn. Thì thường phản ứng cộng đặc trưng cho những hợp chất không no. À, mình có hai loại phản ứng cộng, một là cộng ái điện tử CC, cộng ái điện tử là cộng vào nối đôi CC. Hai là cộng ái nhân là cộng vào nối đôi CO. Yeah. Thì đối với cái chương này của mình thì yêu cầu em là nắm được các dạng phản ứng như vậy thôi. Yeah.
Còn phản ứng khi nào được sản phẩm chính hay là tách loại theo quy tắc nào, thế theo quy tắc nào, cộng như thế nào mình được sản phẩm chính, thì khi mình đi vô hydrocarbon cụ thể mình sẽ xét nó. Được không? Rồi ha. Thiệu sơ lược chút xíu ha. Đây phản ứng thế nè. Nãy giờ nói hết rồi, giờ đi lướt qua cái slide của mình thôi ha. Thay thế bằng nguyên tử khác nè. Đây là cái cơ chế của phản ứng thế của mình ha các bạn, và các bạn đọc thêm. Halogen hóa ancan, ankin halonua với kim loại nào. Rồi, thứ hai là thế ái điện tử SE. Thì thường gặp là khi mình thế vào hydrocarbon thơm hoặc là vòng thơm. Nói chung là thấy vòng thơm là SE. Vòng thơm, nhưng mà cái vòng thơm của mình nó phải không thay đổi nha. Rồi, tiếp theo. Đây là những cái quy tắc của mình là khi nào mình... SE tăng, SE giảm, thì cái này mình khi mình đi vô cái hydrocarbon như nãy có nói rồi đó, khi mình đi vô cái chương sau á, cái phần sau á ha, mình sẽ xét tới nó. Rồi phản ứng thế ái nhân là thế nucleophile nè, thì có hai loại là SN1 và SN2. SN1 thì là dẫn xuất carbon bậc 3. Còn SN2 thì do dẫn xuất carbon bậc 1. Còn đối với carbon bậc 2, carbon bậc 2 á thì nó vừa có thể cho SN2 hoặc với SN1 ha. Cái trường hợp này thì mình ít gặp và nó phụ thuộc vào cái dung môi rất là nhiều. Rồi cái phản ứng thứ hai của mình, phản ứng thế xin lỗi, cái loại phản ứng thứ hai của mình á, đó là phản ứng tách loại. Thì cái dấu hiệu của mình nhận biết là trước phản ứng là liên kết đơn nè, sau phản ứng là liên kết bội ha. Đó là cái sự tách nguyên tử của mình hay là nhóm nguyên tử ra khỏi chất ban đầu. Thì cái quy tắc tách loại này của mình thì người ta thường hay tuân theo quy tắc giai xếp, có nghĩa là phần mang điện tích âm sẽ tách ra cùng với hydrocarbon bậc cao hơn được sản phẩm chính. Còn cái quy tắc Hofmann là sử dụng trong cái trường hợp mà cái tác nhân ba giờ của mình nó mạnh, thì nó mới tuân theo quy tắc Hofmann là đi ngược lại á ha. Thì cái phần này mình sẽ gặp lại, mình sẽ đi sâu vào nó trong cái phần hydrocarbon không no. Mình sẽ gặp lại quy tắc tách loại này. Yeah. Rồi cái thứ ba của mình là phản ứng cộng. Phản ứng cộng của mình là phản kết hợp hai phân tử lại với nhau tạo thành một phân tử mới đó. Yeah. Thì mình có hai loại phản ứng cộng. Một là cộng vào cộng ái điện tử, thì là cộng vào nối đôi CC. Nối đôi hay nối ba đều là như nhau nha. Và thứ hai là cộng ái nhân là cộng vào nối đôi CO. Thì trong cái cộng ái điện tử này nè, mình lại có quy tắc, có quy luật cộng hợp đối với anken bất đối xứng, làm sao để ra được sản phẩm chính ha. Thì các bạn cứ nhớ là khi mà mình viết, người ta yêu cầu, người ta hỏi mình sản phẩm trong hữu cơ là thường là mình sẽ xác định là sản phẩm chính trong xác định sản phẩm phụ. Thì mình có một số cái quy tắc chung để mình xác định sản phẩm chính, giống như nãy cô nói trong phản ứng tách có quy tắc giai xếp chẳng hạn ha, hay là trong phản ứng thế gốc tự do nè, hay là thế vào nhân thơm nó có quy tắc. Nhưng mà một số phản ứng khi mà em đi vô hợp chất cụ thể, một số phản ứng nó không có quy tắc thì bắt buộc mình phải nhớ thế nào. Nó như trường hợp cộng này cũng vậy nè, phản ứng của mình nó tuân theo quy tắc cộng Markovnikov ha. Thì quy tắc này như thế nào thì mình sẽ xét sau nha. Ở đây em chỉ cần nhớ cho cô cái loại phản ứng là mình là được rồi ha. Rồi cái trường hợp này bữa trước mình cũng có xét rồi ha. H cộng tấn công mà cặp vô cation trung gian bền vững đó là do là hiệu ứng siêu liên hợp đây nè. Được chưa? Bữa trước có nói phân tích cái ví dụ này rồi ha. Rồi phản ứng thứ hai cộng tiếp theo là cộng ái nhân là cộng vào nối đôi CO. Thì cái nhớ cộng là trước phản ứng là nối đôi và sau phản ứng là mất liên kết bội của mình đi ha. Còn tách là trước phản ứng là liên kết đơn, sau phản ứng xuất hiện liên kết bội. Còn thế thì phản ứng liên kết không thay đổi. Bây giờ bắt đầu em xác định cho cô bốn loại phản ứng này coi. Rồi. Quỳnh Hương. Dạ thưa cô, cái câu A là phản ứng thế ái điện tử và nhân thơm. Câu A là ái điện tử và nhân thơm. Nhìn xem có phải nhân thơm không?
Rồi câu B. Dạ câu B là phản ứng tách loại. Câu B đây này nha. Đây nè. Tách loại hả? Nó có bị ngược không? Nhìn lại không? Nhìn lại coi. Đúng không? Rồi câu C. Dạ con C là tổng ái nhân. Cũng ái nhân. Rồi ok câu D. Dạ là tách loại. Tách loại luôn. Rồi các bạn nào có ý kiến khác không? Rồi cô cảm ơn bạn. Các bạn nào có ý kiến khác không? Rồi, Thùy Linh nào. Dạ câu A là phản ứng thế ái điện tử. Câu B là phản ứng cộng. Câu C là phản ứng ái cộng gì nhân. Câu cộng gì D cộng gì cô là. B là cộng gì cô B là cộng gì ái nhân hay ái điện tử Dạ câu B là AN hay AE? Dạ, A, N. Rồi, AN, đúng không? Nhân. Rồi. Câu C. C là phản ứng thế. Thế gì? Ái nhân. Anh nhân luôn hả? Câu C đây mà. Câu đồng quanh đây nè. Anh nhân là thế vào vòng thơm thôi nha em nha. Dạ, phản ứng thế gốc tự do. Đúng rồi, thì gốc tự do. Nè. À, rồi tiếp theo. Phải ứng tắc Đúng rồi, tách loại. À, câu A coi lại, câu A coi đúng chưa? Câu A hợp chất này có phải là hydro vòng thơm không? Nhìn xem hợp chất này có phải vòng thơm không? Nó giống như kiểu là silo ancan của em á. Silo ancan thì nó dần giống như ancan đúng không? Phản thế của nó là phản ứng gì? Vòng nhưng mà vòng thơm nha, vòng thơm đây nè, thấy vòng thơm không? Và phản ứng thế gốc tự do. Đâu rồi vòng thơm, đâu rồi đây nè, vòng thơm đây nè, tách là e nha em, đây là vòng thơm đây nè, à. Đây là gì? Gốc tự do đúng không? Dạ. Ừ, rồi, ok. Thế mà mình no nè. À, rồi SR AN. Rồi đây là cái gì? SR luôn đúng không? Đây là E. Chưa? Tách loại ha. Thì đó là cái dạng bài tập trong cái phần này của mình. À, chỉ yêu cầu em xác định cái loại phản ứng thôi. Ha. Nhắc lại nào. Mình có 3 loại phản ứng chính nè. Tách là S. À xin lỗi. Thế là S ha. Tách loại. Được chưa? Là E và cộng là A. Cái dấu hiệu để mình nhận biết nè. Thế là trước và sau phản ứng liên kết không thay đổi. Tách là trước là liên kết đơn, sau phản ứng là liên kết bội. Được không? Và cộng là trước phản ứng là liên kết bội và sau phản ứng thì là không có liên kết bội nữa ha, có nghĩa là sau phản ứng là liên kết đơn đó, phá vỡ liên kết bội đi. Trong phản ứng thế mình có 3 loại phản ứng chính là thế gốc tự do, thường hay gặp khi mình halogen hóa ankan hoặc là ankin halogen thế và ankin halogen mua ha. Thứ hai là thế ái điện tử Se, thường hay gặp khi mình thế vào vòng thơm, thế vòng thơm. Thứ ba là thế ái nhân, thì mình có 2 loại là ái nhân đơn phân tử thường hay gặp đối với phản ứng với dẫn xuất bậc 3, thế ái nhân lưỡng phân tử gặp dẫn xuất bậc 1. Cái phản ứng thứ hai tách loại là dấu hiệu nhận biết là trước phản ứng là liên kết đơn và sau phản ứng là liên kết đôi nè, liên kết bội nè ha.
Phản ứng thứ ba là phản ứng cộng. Phản ứng cộng thì trước phản ứng là liên kết bội, sau phản ứng là liên kết đơn. Thì ở trong phản ứng cộng của mình á, mình có hai loại là cộng á điện tử, là cộng vào nối đôi CC, AE, đúng không? Thứ hai là cộng á nhân, là cộng vào nối đôi CO. Thì khi mà em qua cái phần hợp chất hydrocarbon cụ thể á, thì mỗi một cái loại hợp chất hydrocarbon của mình là nó có một cái phản ứng, nó có một cái phản ứng đặc trưng của nó ha. Có một cái hydrocarbon là nó có một phản ứng đặc trưng, chẳng hạn như là hydrocarbon không no nè là phản ứng cộng nè ha, hay là hydrocarbon no ancan là phản ứng thế á gốc tự do, hay là hydrocarbon thơm là phản ứng thế á điện tử. Thì đó là toàn bộ cái phần đại cương của mình trong cái hôm nay. Nhắc lại về cái phần đại cương nè, em có bốn phần chính đúng không? Thứ nhất là lai hóa trong hữu cơ. Thì cái lai hóa của mình nè là mình có là gì? Lai hóa SP3. SP3 là mình thường hay gặp trong trường hợp là hợp chất của mình chỉ có liên kết đơn. Thứ hai là SP2 là gặp là trong hợp chất có liên kết đôi. Khi mình xét liên kết là em phải xét cả hai đầu ha. C nó đôi với C, có nghĩa là cái C số 1 với C số 2 nó đều mang carbon lai hóa SP2. Tiếp theo là lai hóa SP là trong trường hợp là mình thường hay gặp đối với liên kết hợp chất có liên kết 3. Rồi liên kết hydro để giải thích để so sánh tính tan của hợp chất trong nước. Thì thường những chất có tạo là liên kết hydro với dung môi thì sẽ tăng độ tan của nó. Rồi thường mình cứ nhớ một cái nguyên tắc chung là những chất có tính chất tương tự nhau thì nó sẽ hòa tan vào nhau. Thằng phân cực tan trong dung môi phân cực, và thằng không phân cực thì tan trong dung môi không phân cực. Chứ nào, đó là cái phần đầu tiên. Cái phần thứ hai là phần hiệu ứng hữu cơ ha. Hiệu ứng electron. Cái hiệu ứng của mình là để mình ứng dụng, mình giải thích tính axit, so sánh tính axit, tính bazơ. Thì như bữa trước, như một số bài tập mình đã làm ha. Thì mình có hai cái dạng người ta có thể hỏi em. Một là người ta cho em một cái nhóm, cho một nhóm chất bất kỳ, nhờ một nhóm bất kỳ ha. Ví dụ như cô cho em cái phân tử này chẳng hạn, cho em một cái nhóm bất kỳ, ví dụ như cho phân tử này. Thứ nhất cô có thể hỏi em là cái phân tử phenol này của mình nè, nó có là hệ liên hợp gì, nó thuộc là hệ liên hợp gì. Hoặc thứ hai là nhóm OH trong phenol này nó gây những cái hiệu ứng gì, đúng không? Vậy mình thử giải thích, giải quyết cái câu hỏi đầu tiên coi, nó là hệ liên hợp gì này? Phân tử này là hệ liên hợp gì? Còn nhớ không? Phân tử này là hệ liên hợp gì? Phân tử này là hệ liên hợp gì? PB đúng không? PB đúng không? Tội hai cũ rồi đó. Tội nhỏ nhất 2-3 giờ rồi đó. Đã số 2 đúng đó. PB và PB đúng không? PB và PB nè. PB là ở cái chỗ này bữa trước mình đã phân tích rồi đúng không? PB là cái góc này nè, cái đoạn này nè là PB nè. Còn PB là trong toàn bộ cái phòng benzene này của mình, đúng chưa? Vậy là hệ liên hợp là PB và PB. Vậy nhóm OH gây hiệu ứng gì này? Hiệu ứng gì? Hiệu ứng. Cộng C, ngoài cộng C ra còn có hiệu ứng gì nữa? Trừ y, đúng rồi ha, cộng C và trừ y đó ha.
nên đàn là người ta cho mình một câu, người ta hỏi mình hiệu ứng ở dưới thế thôi. Nó là mình hiệu ứng nha. À, thì em sẽ xác định hiệu ứng nè. Rồi thứ hai là mình sẽ gắn vô cái bài tập của mình là so sánh tính axit bazơ. À, thì tính axit, để so sánh tính axit bazơ thì mình phải xác định được hiệu ứng đúng. Nhớ nha, cái bước đầu tiên là xác định đúng hiệu ứng. Thứ hai là phải so sánh được cái hiệu ứng đó, cái nào mạnh hơn, cái nào yếu hơn. Thì tính axit nó tỷ lệ thuận với hiệu ứng trừ. Có nghĩa là những cái nào là hiệu ứng trừ thì tính axit nó sẽ tăng. Hiệu ứng trừ càng mạnh, tính axit càng tăng. Tính bazơ tỷ lệ với hiệu ứng cộng, tỷ lệ thuận với hiệu ứng cộng càng mạnh thì tính bazơ càng tăng. Có nghĩa là thằng nào có hiệu ứng cộng thì làm cho tính axit giảm, còn thằng nào có hiệu ứng trừ làm cho tính bazơ giảm. Thì một là mình sẽ so sánh để đưa ra cái hợp chất nào, đưa ra cái dãy sắp xếp của mình tăng dần hay giảm dần, đúng không? Và thứ hai là người ta có thể hỏi em là trong dãy hợp chất đó chất nào có tính axit mạnh nhất, hay chất nào có tính bazơ mạnh nhất, hay là chất nào có tính axit yếu nhất, chất nào có tính bazơ mạnh nhất. Thì cách làm tương tự nhau ha. Bước 1 là bạn xác định hiệu ứng cho cô, bước 2 là bạn so sánh hiệu ứng, và bước 3 là bạn gắn vô cái tính axit bazơ của mình. Thì nhớ cái nguyên tắc của mình để mình so sánh vô. Thì trong một dãy hợp chất nếu có hiệu ứng liên hợp, siêu liên hợp và hiệu ứng cảm ứng thì hiệu ứng liên hợp là mạnh nhất, sau đó đến siêu liên hợp và cuối cùng là hiệu ứng cảm ứng. Đối với hệ liên hợp, nếu là nguyên tố halogen thì nó sẽ thể hiện hiệu ứng trừ y, cảm ứng trừ y là mạnh nhất nha. Đó là các bạn cái phần thứ hai là phần hiệu ứng ha. Cái phần thứ ba của mình là cái phần đồng phân. Thì trong cái phần đồng phân của mình gồm có đồng phân là những hợp chất có cùng công thức phân tử nhưng mà công thức cấu tạo khác nhau, đúng không? Mình có hai loại đồng phân cấu tạo là đồng phân phẳng và thứ hai là đồng phân lập thể. Trong cái đồng phân phẳng thì mình có là gì? Đồng phân mạch carbon, đồng phân vị trí nhóm chức, đồng phân vị trí liên kết bội, hay là đồng phân nhóm chức, hay là đồng phân bậc của nhóm chức chẳng hạn. Rồi thứ hai là đồng phân lập thể thì mình có đồng phân hình học, đồng phân quang học và đồng phân cấu dạng ha. Cái đồng phân cấu dạng các bạn đọc thêm cho cô ha. Rồi trong cái đồng phân hình học thì mình có gì? Điều kiện để có đồng phân hình học nào? Có hai điều kiện. Một là có carbon bất đối xứng, có chứa nối đôi hoặc là vòng kín, đúng không? Thứ hai là carbon nối đôi hoặc vòng kín phải gắn với hai nhóm thế khác nhau. Hệ danh pháp của mình thì có hai loại citran và EZ. Khi đối với hệ danh pháp citran thì mình sẽ có là một trong hai cặp nhóm thế là giống nhau, đúng không? Hoặc là cả hai cặp giống nhau. Thì phần nối đôi và vòng của mình làm bờ cùng phía trên hoặc phía dưới, hai nhóm thế giống nhau thì là cis, mà khác nhau thì là trans. Cái hệ danh pháp thứ hai là hệ danh pháp EZ, là dạng mở rộng của citran. Từ citran mình có thể đổi qua EZ, nhưng mà từ EZ mình không thể đổi ngược lại ha. Rồi khi xếp về hệ danh pháp EZ là mình đang xếp về độ lớn của bốn nhóm thế. Cái nãy cô có bài các bạn làm đó, bạn cứ khoanh tròn từng nhóm thế lại và bạn đặt lớn nhỏ kế bên thì bạn sẽ không bị nhầm. Cùng phía một phía của bờ mặt phẳng nối đôi mà là cùng cái cỡ thì là Z mà khác cái cỡ thì là E. Được chưa? Rồi cái đồng phân tiếp theo của mình đó là đồng phân quang học. Thì điều kiện để có đồng phân quang học là có carbon bất đối xứng. Thường là có carbon bất đối xứng, còn có hai cái trường hợp ngoại lệ là đồng phân alen và cái dạng biphenol thì mình ít gặp. Tuy nhiên các bạn cũng nắm để mình có gặp thì mình biết được ha. Rồi carbon bất đối xứng là carbon mà gắn với bốn nhóm thế khác nhau. Nhìn vô xung quanh nó đọc được bốn nhóm thế khác nhau hẳn nha. Đây là khi xét carbon bất đối xứng thì những cái chỗ nối đôi em có thể loại trừ được hết, bởi vì nối đôi là nó gắn tối đa có ba nhóm mà thôi. Đấy nó rồi ha, nhắc lại thôi ha. Rồi khi mà có đồng phân một hợp chất của mình mà có N carbon bất đối xứng không tương đương. Tương đương như thế nào? Nãy trong cái phần giảm bài cô cũng nói rồi. Thì mình sẽ có hai mũ N đồng phân quang học, đúng không? Còn nếu có carbon bất đối xứng tương đương á thì sẽ là hai mũ N trừ 1. Về cái danh pháp của đồng phân quang học mình có hai loại là DL và RS ha. Tuy nhiên cái hệ danh pháp DL thì mình ít sử dụng. Cái danh pháp mình quan tâm là cái thằng RS. RS thì sao? Đối với công thức không gian, nếu nhóm nhỏ nhất nằm trên đường nét đứt, nếu nhóm nhỏ nhất nằm trên đường nét đậm thì mình đổi ngược cấu hình, còn nếu nằm trên các vị trí khác thì không đổi ngược cấu hình. Cấu hình ở đây cô nói là gì? Đi từ lớn qua nhỏ ha,
cùng chiều kim đồng hồ là R và ngược chiều kim đồng hồ là S. Còn trong công thức chiếu Fisher, nhóm nhỏ nhất nằm ở trên hoặc dưới của công thức chiếu Fisher thì mình giữ nguyên cấu hình, có nghĩa là nằm trên trục thẳng đứng á, trục dọc á. Còn nhóm nhỏ nhất nằm ngang thì mình đổ ngược cấu hình. Được không? Cấu hình cũng tuân theo quy tắc hồi nãy, đi từ lớn qua nhỏ, cùng chiều là R và ngược chiều là S. Cái quan trọng nhất của em là em phải xác định được độ lớn, và thứ hai là phải tìm được nhóm nhỏ nhất, nhìn xem nó nằm ở đâu để mình có thể phải đổi ngược cấu hình hay không. Được không? Đó là toàn bộ cái phần đại cương của mình ha. Các bạn có thắc mắc chỗ nào không nào? Ok là đúng không? Rồi. Vậy thì hôm nay mình sẽ dừng ở cái phần đại cương này ha. Tuần sau mình sẽ đi qua. Rồi ok, chút xíu sẽ nói tiếp. À, tuần sau mình sẽ đi qua cái phần hydrocarbon ha. Các bạn nào sẽ coi lại cho cô cái phần hydrocarbon này nha. À, nãy giờ có một vài cái bài tập mà cô ra cho các bạn về nhà, thì các bạn về nhà các bạn cố gắng tranh thủ làm ha. Làm ha. Làm nhiều, đọc lại lý thuyết nhiều vô mới nhớ được. À, rồi để cô coi, cô sẽ soạn thêm bài tập cô gửi lên.